gì? Là như thời Mỹ lắm. Hả? À như thời Mỹ lắm hả? Bắt đầu là hả? Anh chào mọi người. Mọi người ơi, đâu hết rồi? Vô coi đi. Nãy là bị văng ra và bây giờ này em chui vô lại nè. Chào Phương Trinh nha. Chào các chị nha. Rồi mấy chị vô coi đi, em bán lại nè. Tổng giá 99k nè. Tất cả ba lô sách chỉ có 99k nè. 99k thôi. Đẹp quá trời đẹp mà rẻ quá trời rẻ luôn. Bao đẹp bao rẻ. Bao đẹp bao rẻ luôn nè. Mấy chị cho coi thì chia sẻ giùm em nha. Em bán đồng giá 99k nè. 99k thôi nha. Hàng rất là đẹp. Mọi người ai đang xem mình chia sẻ bài giúp em nha mọi người nha. Chỉ 99k thôi nha mọi người nha. 99k thôi nha. Cái gì vậy? Cái Valentino nè. Lấy cho em cái điện thoại. Mấy chị ơi, vô coi nè em. Coi này đi nè. Mấy chị cho coi này, em bán đồng giá 99k nè. 99k rất là đẹp. Mấy chị ơi vô lại đi. Vô lại đi. Còn phát cái chuyện này không? Rồi, lên này một giờ. Mấy chị vô lại đi để em bán đồng giá 99k nè. Đồng giá 99k nha. Hôm nay em ba lô túi sách em bán đồng giá 99k luôn. Ba lô túi sách rồi là tất cả nha. 99k rất là đẹp. 99k nha mấy chị ơi. Ai đang xem mình chia sẻ bài giúp em nha mọi người ơi. 99k nha mấy chị ơi. 99k một cái thôi nha mọi người. Ai đang xem chia sẻ bài giúp em nha. Tương tác giúp em nha mọi người. Chấm bài nha. 99k nha mọi người ơi. 99k nha. Mọi người ai đang xem chấm bài giùm em nha. Chỉ có 99k thôi nha. Mấy chị do coi đông nha, em bán cái này với giá là bao nhiêu nhỉ? 79k. Mọi người ghi giùm em nha, 69799 nha. Ai đang xem ghi giùm em 69799 nha. Để chia sẻ nha. Mọi người ghi giùm em nha, 69799 nha. Ai bấm giùm em nha, Huyền Trang bấm giùm nha, Huyền Trang nha. 697999 nha. Mấy chị ơi, vô coi giùm em đi, vô coi rồi chia sẻ giùm em nha. Để em bán hàng đồng giá 99k này, hàng bao đẹp nhất quả đất luôn. Cái này là hàng Singapore chở xếp bò về Việt Nam nha mấy chị. Valentino Việt Nam là 99k nha chị. Valentino Việt Nam 99k nha. Valentino Quảng Châu 200 nha. Valentino Việt Nam có 5 màu nha mấy chị nha, đen bò, xanh rêu. Có rất là nhiều hàng nha mấy chị. Ví nè, ví là chỉ có 69k nè. Đó, ví 69k rất là nhiều mẫu luôn. Ba lô 99k. Rồi rất là nhiều. Cảm ơn chị Thanh Hạnh nha. Rất là nhiều mẫu với giá 99k nha. 99k, 69k, 79k đây này, 79k nè. Mọi người ơi, chia sẻ bài giúp em nha. 79k này. Ba lô đó có bỏ được 3 bộ đồ không? Bỏ được, bỏ thoải mái luôn chị ơi. Cái này 10 bộ luôn chị. Nhiều lắm, vì nó rất là rộng. Đây này em cho chị mấy chị coi mấy cái ba lô lớn đâu ấy. Ba lô lớn thôi này. Đây mấy chị coi ba lô lớn nha. Mấy cái bộ là mấy cái này là đựng được 3 bộ đồ trở lên nha. 3 bộ đồ trở lên, khoảng 3 bộ 4 bộ đấy. Khoảng 3-4 bộ gì đó. Tùy theo đồ dày đồ mỏng nữa.
Nếu mà quần jean gặp vô nó nhiêu đây này, với một cái áo thun mà là một bộ thì nó được khoảng độ 4 bộ đó. Thêm mẫu đi chị ơi. Rồi rất là nhiều mẫu nha. Rồi mọi người chia sẻ bài rồi mình thì để mọi người vô xem đông ấy, thì mình sẽ bán nhiều mẫu nha. Rất là nhiều mẫu. Miu Miu 99k nha mấy chị nha. Có nhiều màu lắm nha. Miu Miu, Gucci, Chanel gì có hết nha mấy chị nha. Cái này là hàng có thể cầm tay được này, đeo xéo được nè. Giá chỉ có 79k nè. 79k thôi, rất là đẹp. Hàng Quảng Châu nha. Bên trong hai ngăn dây kéo, một dây đeo xéo và một dây đeo dài nha. Đó, nè màu nè. Đó. Đen, màu tím, màu đen, màu đen xanh rêu. Tím, đen, xanh rêu nha. Đỏ, đỏ là hồng. Hồng nè. Rất là nhiều mẫu luôn. Rồi ví nè. Cái này hồi đấy có rồi nhỉ. Nếu nó phát này rồi thì để sau mình dẫn toàn. Đây là ví hai kéo này. 99k nha mấy chị nha. Ví hai dây kéo 99k nha. Ví một dây kéo 69k nha. Đó. Chào chị Nguyễn nha. Mọi người ơi, mọi người tương tác chấm bài giúp em nha mọi người nha. Chia sẻ bài cho mọi người và xem nha mọi người nha. Giá bèo nhiều luôn nha mọi người nha. Hàng giá rẻ bèo nhiều luôn nha. Chỉ có 69, 79, 99k một cái thôi nha mọi người nha. Giá rẻ bèo nhiều luôn nha. Rồi coi đi mấy chị ơi. Cái này là người ta gọi là hàng đẹp mà giá bèo nha. Nghèo nghèo như bà bán bánh xèo cũng mua được mấy cái này. Đó, nè. Rất là đẹp. Bên trong là nốt đỏ này, hai em này. Đó, rất là đẹp luôn. Có dây đeo dài nữa này. Một dây cầm tay nè. Một dây cầm tay và một dây đeo xéo. Đó. Xem bên trong ba lô hả? Ba lô muốn coi ba lô nào? Bên trong thì cái nào của nó cũng có một ngăn to và một ngăn dây kéo. Alo. Cái này nó có 6 màu nha. Cái này có 6 màu này. Đấy, cái này da da khóa nha. Da da khóa này, 6 màu. Cái này có thể cầm tay đi ăn tiệc và đeo xéo được luôn. Rất là đẹp. 99k nha chị. Đen rồi đỏ này, kem rêu xám. Đó. Cái này là mã số 1 nha. Mã số 1 này. Đen đỏ rất là nhiều màu luôn. Hả? Mấy chị nào thích thì vô hết đây nha. Em bán giá rẻ thôi nha. Em bán đồng giá 99k thôi. Hàng này rất là đẹp mà giá rất là rẻ. Còn có cả hàng Quảng Châu này. Cái này là em tri ân khách hàng này. Em bán với giá là 79k này. 79k thì rất là rẻ thôi mấy chị ơi. Hàng Quảng Châu mà có 79k thì nói thiệt là nếu mà cái tiền vận chuyển về Việt Nam thôi á, cái tiền vận chuyển về Việt Nam thôi là cái giá nó đã gần hết như vậy rồi. Hả? Ba lô gấu màu nâu nha chị nha. Ba lô gấu màu nâu 99k nha. Có đủ màu nha. Ba lô gấu màu nâu nè. Màu bò 99k nha chị nha. Ba lô gấu màu nâu cho mình xem đúng không? Đây nha chị nha. Đây. Ở bên trong rất là rộng nha chị nha. Ở bên trong rất là rộng. Có ngăn nhỏ ở ngoài nữa nè. Ngăn bên trong. Đây nha chị nha. Có ngăn đây, nhỏ. Ngăn có rất là rộng nữa. Bên trong thì có một cái dây kéo này. Đó. Một cái dây kéo này. Đó. Dây kéo này. Rộng lắm, cái này A4 chị bỏ thoải mái luôn. Đó. Còn đồ thì bỏ được 3 đến 4 bộ đồ nhá, tùy theo mỏng hay dày. Bên ơi, bên ngoài của nó thì còn vẫn còn có một cái ngăn nhỏ nữa này. Đó, đây này. Một cái ngăn nhỏ nữa này. Chia sẻ bài giúp em nha chị ơi. Mấy chị chia sẻ bài giúp em để nhiều người vào coi nhá. Nhiều người vào coi thì em sẽ bên em sẽ tặng quà luôn. Tặng quà luôn là tặng túi cho mấy chị luôn, tặng túi tự chọn cho mấy chị luôn nha. Pop 79k thì rất là nhiều màu chị ạ. Như là mẫu này này, mẫu này của em thì cũng có 5 màu đây. Em ra em coi lấy thêm mấy cái màu để còn các kiểu khác rất là nhiều. Đấy. Cái cũng ở chỗ đấy luôn nha. Nhiều nhiều mẫu. Thế này chị ơi. Nó có màu rêu nè, tím nè, hồng này, đỏ này chị này, đen luôn. Đen luôn nha. Cái mẫu này này nó có màu đen luôn nè. Nha. Rất là nhiều luôn. Chỉ có 79k thôi, hàng Quảng Châu thôi mấy chị ơi. Nếu mà mấy chị mà đi chỗ khác hoặc là kể cả ra ngoài chợ mua thôi nè, cái này nó phải 100 mấy chục ngàn rồi. Bởi vì là cái hàng Quảng Châu này, cái tiền vận chuyển về Việt Nam thôi á, là nó đã hết mất mấy chục ngàn rồi. Đọc cái tiền vận chuyển không á, là tụi bên em là phải vận chuyển nhiều lắm luôn á, thì nó mới là mấy chục ngàn vậy đó. Chứ còn xe này xe kia là đủ thứ hết. Nhưng mà hôm nay em bán với cái giá này được, từ là giá rất là rẻ. Hàng em rất là nhiều luôn. Nguyên một kho hàng luôn.
một kho hàng này mấy chị coi đằng sau em thì mấy chị biết này, đó hàng chất ngập cao, tí chút xíu nữa em cho mấy chị coi này, coi bên em nhá, tận kho tận xưởng sản xuất luôn, đó bên em là chủ sản xuất luôn, hồi nào giờ là không có bán cái này nhá, bây giờ em mới bán cho nên là cũng ít lượng người theo dõi, cho nên là mấy chị chia sẻ dùm cho bọn em nhá, chia sẻ dùm cho bọn em để thích này tinh thần để bọn em có cái động lực á, tụi em bán giá rẻ, bởi vì hàng bên em bán giá rất rẻ luôn, một ba lô gấu lâu, một box 79 Quảng Châu Hồng. Chị Yến Nguyễn lấy cái nào thì chốt cho em số điện thoại đi nhá, để em chốt hàng cho chị. Okay, chia sẻ sẻ rồi nhiều nha. Nhiều rồi à, tặng cho chị cái đi. Rồi chị ơi yên tâm đi, cứ là khách thân quen của bọn em sẽ được nhiều cái ưu đãi luôn. Lấy 5 cái 5 mẫu box 79. Okay, chị rồi ok chị Trang Nguyễn, chị Trang Nguyễn cho em số điện thoại đi nha. Hả? À, chị Trang Nguyễn là khách quen của bên em hả? Có số điện thoại rồi thì khỏi cho. Còn nếu mà không thì chưa có thì rồi Yến Nguyễn kể chốt kìa, chốt được có đâu, chốt đây. Đây là chị ơi, tiếp này, 79k đây này chị này. Hàng Quảng Châu nha, thực sự là em rất nhiều mẫu nhưng mà vì là do là em không có ít người coi quá thì em sẽ không có muốn bỏ ra nhiều quá nhiều. Đó cho nên mấy chị chia sẻ dùm cho em đi, nhiều người coi thì em sẽ bán nhiều. Chỉ có 79k là thực sự là hàng Quảng Châu thì không bao giờ có luôn. Em bao cho mấy chị là không bao giờ đâu mà có cái hàng okay, Quảng Châu mà nha. Giá đó hết á. Tiền vận chuyển về đây là mấy chục ngàn một cái rồi nha. Hai ngăn nè, một dây đeo và một dây sách, đủ màu luôn. À, cái gì đấy? Cơ sở của chị rồi hả? Các số của chị rồi. Có. Trời ơi. Tên mà nhấn. Cúc có số của chị rồi hả? Cúc hả? Ok chị. Đây. Chị, đây này. Rất là nhiều này. Bây giờ mấy chị muốn coi cái nào thì em sẽ mấy cho mấy chị này. Mấy chị ơi, nếu mà thực sự là có đi ăn tiệc hay là đi chơi ở đâu nhiều ấy thì là lên mua. Bởi vì nếu mà cái hàng Quảng Châu mà cái giá 79.000 thì gần như là chị không mua ở đâu được hết ấy. Em bao cho mấy chị luôn. Đó. Tụi em làm một kho bỏ xỉ lớn này em mới bán cái giá phải nói là nó quá rẻ. Mấy chị ơi mua mỗi cái một màu để dành nha chị ơi, chứ không có cái giá đó đâu. Ngày mai em nhớ là chị lấy hàng Quảng Châu nha chị. Ok chị Lan Chương nha. Yên tâm nha chị nha. Cái này thì em chỉ có hàng Quảng Châu thôi nha. Việt Nam em không có sản xuất, chưa không có Việt Nam nào mà dám sản xuất cái này bởi vì cái giá nó rẻ như thế. Đó. À túi lớn công sở à, rồi ok chị nhá. À, mấy chị chia sẻ dùm cho em nhiều đi, em sẽ bán rất là nhiều luôn. Rất nhiều mà giá rất là rẻ. Cái này 79.000 mấy cái này thì chắc chắn là mấy chị không thể mua ở đâu được, em bảo đảm luôn. Không thể mua ở đâu được, mẫu mã thì lại quá nhiều đi. Quá nhiều màu, nhiều mẫu. Mọi người chia sẻ bài giúp em nha mọi người nha. Chị Loan Trương ơi, cái này là em chỉ có hàng Quảng Châu nha. Việt Nam em không sản xuất ra cái này. Nhà em sản xuất luôn nhưng mà em không sản xuất ra cái này bởi vì em bán giá quá rẻ luôn. Việt Nam sản xuất ra đã cao lắm rồi cho nên em không thể nào mà em sản xuất được. Có nha Lộc Nguyễn nha, bao lô rất nhiều nha. Bao lô rất nhiều nha bây giờ. Rồi túi công sở nè, bây giờ túi công sở nè. Hả? Túi công sở này chị ơi. Đây, cái size của nó này rất là to nha. Này chị này, chị coi em đo này, đó. Size rất là to nha, size khoảng 38-40 á. Chị đừng A4 là thoải mái nè. Các loại giấy tờ thì chị đừng thoải mái nè. Nó có một loại quai da nè. Và một loại quai xích nè. Quai xích nè. Đó. Mà cái hàng này là mấy chị cứ yên tâm là cái này. Ok chị. Rất là đẹp. Okay, thực sự là rất là đẹp luôn. Đó. Chị có thể bỏ cóp thoải mái. Đó. Hàng chất da chị vặn vẹo thoải mái luôn. Rất là đẹp luôn. Đó. Chốt cho chị Yến Nguyễn một mẫu xám đó nha chị nha. Ok chị nha. Em 1679 rồi. Ok chị Yến Nguyễn. Đó. Nè. Đẹp cực kỳ là đẹp luôn. Đấy công sở thì em rất là nhiều mẫu nha. Bút đâu này. Đây cái mẫu này của em là gọi là nè túi phụ kiện nè. Đẹp tuyệt vời luôn. Hàng công sở này là xưởng em may trực tiếp luôn nha. Túi công sở có mẫu khác nữa không ạ? Đây mẫu rất là nhiều. Nè, em từ từ em may từ từ em sẽ may hết cho mấy chị coi. Nè, hai sợi dây nè. Đó.
hàng công sở nhưng mà lại là mẫu mới ra cho nên là nó thời trang mới của nó là hai sợi dây luôn. Túi đẹp hơn đi em. Em thì em thấy là cái nào cũng đẹp rồi đó, mà không biết là cái nào đẹp với mấy chị đây này. Túi màu trắng. Có túi màu trắng không chị ạ? Màu trắng có nha. Màu trắng thì để chút xíu đây đi. Cúc đi này mấy cái màu trắng ở đây đi. Rồi. Công sở còn ở đâu nhỉ? Mày mẫu đây này. Đây đây đây. Nè mấy chị ơi, đây em chỉ nay được một vài mẫu thôi nha. Xong bắt đầu em phải qua mẫu khách tại vì là do là rất là nhiều chị yêu cầu, người thì yêu cầu cái này, người yêu cầu cái kia thì em sẽ cứ qua một vài cái đi nha. Đó là để cho mấy chị biết là đây. Đây này, không sợ này mấy chị này. Bên trong của nó là chia thành mấy ngăn riêng biệt thôi nha, em sẽ mở cho mấy chị coi này. Đây này. Đó, nè, hai ngăn riêng biệt này đựng đồ được nhiều như này này, có quai dây đeo dài luôn nè. Đó, ở giữa có ngăn luôn nót đỏ luôn nha mấy chị. À không, mấy cái này là hàng mấy cái này là hàng của cơ sở em sản xuất này nha. Còn cái hàng Quảng Châu là cái hàng nào Quảng Châu em sẽ nói Quảng Châu nha. Quảng Châu em sẽ nói Quảng Châu. Chị có túi to Chanel màu đen không ạ? Túi to Chanel màu đen. À mua cho mẹ à? Cái túi đó chắc phải là hàng Quảng Châu rồi, để từ từ tí nữa chị ấy nha. À, hàng công sở thì nó chỉ có 99k thôi nha. Mấy cái này. À quên, báo nhỉ. Đồng giá. Rồi bây giờ em qua ba lô này. Ủa Cúc hôm trước cái gì với Cúc? Ủa ba lô đâu hết rồi? Gì vậy? Đang nay mà cấp gì? Đây là ba lô đây. 99k chị ơi, đồng giá 99k nha. Nè, ba lô rất là nhiều mẫu này. Bây giờ không biết nay cái gì luôn bởi vì nó quá nhiều mẫu luôn. Rồi ba lô đinh này mấy chị ơi. Ba lô gấu chị ơi. Rồi ba lô gấu, ba lô đinh cắt kiểu từ từ cứ từ em là sẽ nay hết cho mấy chị luôn. Ba lô gấu chị ơi, 99k chị ơi. Đây em cho mấy chị coi cái hàng ba lô đinh đây. Đấy, ai coi rồi thì coi lại nha. Còn ai chưa coi thì mấy chị cứ coi cái chất liệu ba lô đinh của bên em. Nè, nó là form của Quảng Châu nha. Hàng y chang Quảng Châu luôn, không khác tí nào hết á. Nhưng nó chỉ là bên xưởng Việt Nam sản xuất thôi. Tất cả phụ kiện rồi là chất liệu vải của Quảng Châu hết. Mà em bán có 99k thôi nè. Đấy, đúng rồi, ba lô chỉ có 99k thôi. Em bán đồng giá 99k mà. Nha. Nè, chỉ một số mẫu nào mà giá rẻ hơn thì em sẽ nói luôn. Còn nếu không thì chỉ có 99k thôi nha. 99k mấy chị chia sẻ nhiều dùm cho em đi. Chia sẻ nhiều em sẽ bán đồng giá 99k hết. Rất là nhiều mẫu mà chỉ có 99k thôi. Gần như mấy chị đi đâu cũng không thể nào mà mua được cái giá này đâu. Nha. Em cho mấy chị coi này. Đây này. Đâu rồi nhỉ? Đây này cái này mấy chị coi này. Đây cái ba lô này, ba lô của xưởng em sản xuất này. Cái ba lô này người ta đặt hàng em này. Đó, nhưng mà em không có bán cái này, em bán cho mấy chị cái này nha. Xưởng sản xuất này. Đó, còn cái này của người ta này. Đó, nó chỉ được như thế này thôi. Chị coi đây, hai cái nhìn khác biệt này. Đó. Em nha. Ba lô thì ba lô đinh thì em chỉ có một đen thôi nha. Cái đỏ hả chị? Đâu? Em phải đọc bớt thì chị đi không nhỉ? Đấy, ba lô đinh này chị, có chị nào lấy ba lô đinh không? Ba lô đinh 99k thì ghi số điện thoại giùm em nha. Nói lấy ba lô đinh giùm em nha. Có một màu đen thôi nha chị nha. Ba lô đinh có một màu đen thôi một nha. Một màu đen thôi. Nhưng mà ba lô đinh người ta chỉ xài một màu đen thôi chị ạ. Tại vì cái đinh này này. Đúng. Đó, nó màu đen này, nó hợp rất hợp với lại cái da màu đen này này. Mà người ta chỉ xài cái này thôi. Đẹp tuyệt vời nha mấy chị. Đó. Mấy chị mua thì inbox giùm em cái. Ok chị Loan Trương nha. Hồi nãy chị có đơn rồi đúng không chị ơi? Chị có đơn rồi, em chốt cho chị thêm cái ba lô đinh màu đen nữa nha. Hồi lấy chị có mua rồi đúng không? Em chốt cho chị cái ba lô đinh nữa nha chị nha. Chị Ngô Bảo Trân nha. Chị Loan Trương là thêm cái ba lô đinh hay là thêm hả? Rồi. Nhiều nha chị. Nhiều lắm đấy chị ơi. Và chia sẻ giùm em nhiều đi, vào coi nhiều đi, em đang bán rất là nhiều đấy, em đang chuẩn bị bán rất là nhiều luôn. Mà em bán chỉ có đồng giá 99k thôi nha mấy chị. Đó, mấy chị khỏi phải đi đâu hết á, 99k mà mấy chị nhận hàng em chỉ có là bao đẹp lên này này, chất da này. Chất da rất là đẹp luôn, hàng cực kỳ luôn mấy chị nha. Tuyệt vời luôn. Mà bỏ cốp thoải mái này, bỏ cốp thoải mái, da form vẫn đúng nguyên si luôn nha. Chứ không có bị móp méo bất cứ cái gì hết. Đây nha chị, bên trong của túi màu ba lô màu đỏ nha, bên trong nha, rất là rộng, rất là đặt được nhiều đồ nha. Chị có chị nha. Chị cái túi công sở mà hai dây đeo á, túi công sở hai dây đeo thì em có màu đen này, màu đeo và màu màu bò đó. Đây cái này phải không? Đây này,
Em có đen rêu bò nè. Chị thích màu nào chị nói em. Giá cây đó. Đồng giá 99k ừ, nha chị. Cái nào con ạ? Chào chị Mỹ Hoa nha. Cái nào? Cái nào chị Ngô Bảo Trân ha. Cái nào nha chị nha. Những cái bao lô và những cái box vi nhỏ thì đồng giá là 99k nha chị nha. Cái con cái vi nhỏ nó rẻ hơn. Nguyễn Tấn Đạt, cái nào rêu chị ơi? Cái rêu nào hả? Chị cứ ghi là ba lô rêu hay là túi rêu dùm cho em nha. Ba lô gấu rêu nha. Ba lô gấu có màu khác. Ui, ba lô gấu nhiều màu lắm chị ơi đây. Nè, xanh nè, nó định như này. Xanh nè, rêu nè. Chị, cái này có màu đen không? Bò nè. Không. Không nha chị ơi, cái ba lô đỏ này không có màu đen nha. Có màu bò. Chị ơi, chị cất hết hàng đi rồi à? Đâu rồi? Đưa đây. Cái đây, em đưa màu hồng cho chị đây. Để đưa màu cho mấy chị coi. Em sẽ nay nhanh mấy mẫu này nha để em qua mẫu khác này, bởi vì em rất là nhiều mẫu, em đang còn cả rất là nhiều mẫu luôn. Mấy chị chia sẻ giùm em đi, chia sẻ giùm em để em ra nhiều mẫu này. Cái này có cả sắn đậm luôn này, sắn đậm sắn nhạt luôn này, siêu rẻ siêu bền siêu chất lượng. Ba lô gấu này 99k nè, 99k có màu hồng nè, màu bò nè, màu rêu nè, màu xám, màu đỏ và màu đen. Tổng là nó có 6 màu nha. Sám thì mấy chị nào có cả sám đậm mà sám nhạt luôn. Hả? Túi rêu à? Ba đô đó có màu đen không? Có màu đen. Màu nào? À cái ba đô đỏ hả? Đỏ nào ta? Túi rêu nào đây? Đây này chị ơi, túi rêu này đúng không chị ơi? Mấy chị ơi chia sẻ nhỉ? Lên nhiều giùm em nhờ. Nếu mà cứ móc 50 này em sẽ tặng quà này, 100 em sẽ tặng quà này. Đấy cứ lên 50 người này em sẽ tặng quà. 50 người. 50, 70, 100 là tặng tốt hết nha mấy chị nha. Rồi cho em coi cái pano rada đen, coi pano rada đen da nhỏ da hồng á, rada đinh này hả hay là rada da này ở đây thì coi pano rada hồng sao vừa lấy giờ mình đã nay cái đấy đâu sao biết được, hay là của khách vừa lấy. Mấy chị chia sẻ giùm em nha, trời pano mà 99k là nó rẻ lắm mấy chị ơi, thực sự là cái form như Quảng Châu luôn. Nếu mà nó là cái hàng khác thì không nói nha, nhưng mà mấy cái hàng bên xưởng em may này, chị coi này cái form này đó, rất là đẹp luôn, thực sự luôn, đẹp lắm mấy chị ơi. Đấy, hàng cực kỳ luôn, chị có bỏ cốp thoải mái, bỏ ra cái form nó vẫn vậy luôn. À, mà túi công sở rêu, công sở rêu hả? Công sở rêu là cái này ấy hả? Rồi mấy chị chia sẻ giùm em đi nha, chia sẻ giùm em, cảm ơn nhiều nha. Rồi chờ được năm mốc 50 thì em sẽ tặng quà cho. Khi mà em đã ghim người tặng quà này em sẽ coi nha. Ai chia sẻ thì mới được nha. Còn nếu mà chưa chia sẻ là không được luôn. Em tặng cho mấy chị là, tức là tặng túi cho mấy chị. Mấy chị có thể thích chọn cái nào thì chọn nha. Thích lấy cái nào thì tùy. Đây cái công sở màu rêu đây. À, mẫu khác đi chị ơi ha. Bây giờ ai lấy cái nào thì ghi lên đây cho em nha. Thì em sẽ qua mẫu khác này. Bởi vì nhiều mẫu quá. Bây giờ không qua nhanh thì nó sẽ không ấy được. Dior đi bạn cầm. Ví cầm tay. Rồi ví cầm tay nhiều cúc ship bao nhiêu về? Rồi ship tỉnh là 30 hết nha chị. Còn ship trong thành phố là chỉ có 20 à? 20 thôi. Đây là pano rada này. Đó, nó có 6 màu nha. Hồng, rêu, đỏ. Hồng, rêu, đỏ, đen. Cái này, đỏ này. Nhiều lắm. Chà leo nữa này, có cái pano chà leo này. Đó, mấy chị coi không? Ok, chị đấy. Chị em ơi, có ai chờ chị ấy ơi. Nguyễn Tấn Đạt này, rồi ok, có số điện thoại rồi nha. Em chốt cho chị Nguyễn Tấn Đạt ha. Em nãy chị nào chốt cái này nè. Cái công sở rêu đấy, chị Nguyễn Tấn Đạt đấy. Ok chị nha. Cái này đúng không chị Nguyễn Tấn Đạt? Ok ha, em chốt cái này cho chị nha, 2 giây nha, bên trong có 2 giây. Rất là đẹp, rồi. Cho em coi da da đen nhưng mà là túi da da hay là ba lô da da này. Đó. Ba lô da da đen nha chị nha. Nó cũng giống nhau thôi chị ơi. Mình chỉ chọn màu thôi nha. Mấy chị ơi chia sẻ nhiều giùm em nha, chia sẻ nhiều giùm em để lên mốc đi, em sẽ tặng quà luôn nè. 50 tặng quà nha mọi người ơi, 50 tặng mấy chị nha. Thích cái nào này, cái đó này em sẽ tặng cái đó này. Đây này, cái này là pano chờ leo này, mấy chị nhìn này, rất là đẹp. Đeo xéo nè, đó, khi mà mình kéo xuống thì sẽ làm ba lô nè. Đấy, dây kéo xuống sẽ làm ba lô, đấy, ba lô nè. Đó, bên em làm toàn đa năng không à, rất là đẹp. Đen nha chị Trần Dung nha, đen nha, bao lô Zara đen nha, 99k
Ví cầm tay hả chị Tuyền Nguyễn ơi? Ví cầm tay có đủ màu nha, bây giờ em đọc thôi. Vì là em không thể nào like từng màu được. Ví cầm tay như thế này, một dây kéo 69k cho ai chia sẻ nha. 69k thôi nha mấy chị. Đen đỏ rất là nhiều này. Đen đỏ, xanh đen. Đen đỏ, xanh đen, rêu, màu hồng ruốc, màu hồng. 69k nha mọi người nha. 69k nha. Xanh rêu mới cầm hả? Bà cái nào cũng muốn mua hết sao rồi trời. Yến Nguyễn ơi, bây giờ là mình cứ coi đi, mình thích cái nào về sau mình có thể đổi được nhá. Cứ coi thoải mái, không có phải ngại gì hết đâu nha. Đó, thích cái nào mình có thể đổi cho. Tuyền Nguyễn ơi, đỏ đúng không? Chỉ còn chia sẻ nhiều giùm em nha, tại vì do là mới bán cho nên là mấy chị thương em chia sẻ nhiều giùm em cảm ơn nhiều lắm nha. Cái nào mà được 50 người, cứ 50 người thì em lại tặng quà cho mấy chị luôn. Mà hàng bên em thì thực sự rất là đẹp. Mấy chị mua là mấy chị nhận hàng mấy chị sẽ biết nha. Em không bao giờ muốn bất cứ một khách hàng nào mà chê về chất lượng hàng của bên em nha, bởi vì bên em là xưởng sản xuất rất là lớn. Đó, một cái kho hàng rất là lớn. Em không muốn bất cứ ai phiền lòng về cái chất lượng hàng bên em. Cho nên em chỉ bán hàng đẹp thôi. Mọi người ơi, bên trong nha chị nha. Bên trong rất là rộng nha, đựng được rất là nhiều đồ nha mọi người nha. Đựng được iPhone 7, iPhone 8, đựng được hết nha mọi người. Ai chia sẻ sẽ mua được với giá 69k nha mọi người nha. 69k nha. Bây giờ mọi người em đọc màu cho mọi người nha. Xanh rêu, màu đen, màu đỏ, màu ruốc, màu hồng. Mọi người comment, chỉ cần comment là 69 đỏ cộng số điện thoại nha. 69 đỏ cộng số điện thoại là em chốt cho mọi người nha. Chỉ 69k thôi nha. Rất là đẹp nha. Mọi người đi khắp nơi cũng không có giá đó nha mọi người nha. Có túi bao tử luôn. Cái gì cũng có hết, đây là kho mà chị. Kho bán sỉ, cái gì cũng có hết. Chị nha, túi bao tử nha. Ý em bắt đầu chị okay, bên nhà rồi. Ok Tuyền Nguyễn nha. Túi bao tử nha. Túi bao tử nha chị Ngọc Tiên ơi, em ở ngay quận 9 thành phố Hồ Chí Minh, ngay khu du lịch Suối Tiên nha. Ai tới xưởng sẽ được mua với giá tốt nha. Mấy chị lấy cái nào là thì ấy có cho em, mà không thì để em qua mẫu nha. Em qua mẫu bởi vì mẫu nhiều lắm, mẫu bây giờ nó tận tới mấy trăm mẫu cơ giờ. Em diệt bây giờ em phải qua mẫu nhanh nhá. Mấy chị nào mà ví dụ như là em không có trả lời kịp thì cứ inbox qua bên em sẽ có người là check nhắn cho mấy chị nha. Chứ giờ bây giờ em phải qua mẫu nhanh nha. Túi bao tử. Túi bao tử này bây giờ em bán là giá là đâu rồi ta? Còn màu đen với màu áo, màu đỏ, màu kem, màu đen. Màu đỏ với màu kem thôi. Em bán với giá là 79k này, bằng với lại giá của cái này này. Đây. Hai cái này bằng giá nhau, em bán 79k này. Đấy, bao tử đi. Okay, có thể đeo xéo và mời luôn nè. Em xem balo gấu. Balo gấu nha chị nha. Balo gấu hồng bên trong. Ok chị nha. Nhìn balo gấu bên trong nha. Ở bên nè có hai cái nút khóa dễ thương lắm. Mấy chị ơi chia sẻ nhiều giùm em đi. Em đang mấy trăm mẫu, em đang không biết bây giờ phải quay mẫu nhanh nè. Ở ngoài phải qua mẫu nhanh nha chị nha. Ở trong nha. Qua mẫu nhanh chứ không thì mất công mấy chị kia chờ mẫu này. Chị nào nhanh em dơ đây, nếu được thì ok, còn nếu không là thôi em qua mẫu nha. Bởi vì nhiều mẫu quá này em không thể nào mà em nâu một mẫu được. Không có thời gian nha mấy chị nha. 99k nha mấy chị nha, 99k một cái balo như thế này thôi em, rất em là đẹp nha. Qua mẫu nhanh này. 99k. Đó, bây giờ em qua tới mẫu đinh lớp này. Nè mấy chị này, đinh lớp này. 99k, em đây bán đồng giá 99k thôi nha. Xem dây túi bao tử, dây trơn nha, túi bao tử đâu rồi? Túi bao tử là dây trơn nha, dây trơn rất là đẹp. Đây. Đây, dây trơn nha, đây. Nói chung là bên mình sản xuất hàng yên tâm đi, đúng với này cái mẫu mà thị trường đang hốt chứ không phải lo gì hết đấy. Đó, nếu mà lấy một cái nào là sẽ nhắn tin cho bên mình và cho bên mình số điện thoại luôn, để bên mình chốt hàng luôn, xong rồi mình phải qua mẫu khác chứ mình không có thời gian để mà một mẫu nha. Đó, rồi bây giờ là mình qua mẫu này, mình qua mẫu khác này. Ok đó. Lê Nhã nha. Nếu mà lấy cái nào là sẽ cho mình số điện thoại luôn. Hồi nãy chị có đơn rồi đúng không Lê Nhã nha, chị có đơn rồi thì em chốt cho chị thêm cái bao lô này. Do là rất nhiều mẫu cho nên em không thể quay lại được mẫu cũ, cho nên mấy chị lấy cái nào là sẽ chốt cho em nha. Tí nữa nếu mà không thích có thể đổi mẫu, chứ nếu mà cứ để chờ thì lâu lắm. Bây giờ em phải qua mẫu nè. Đấy, bây giờ đinh cái mẫu xong. Đinh này thì là nó có màu đen này, đinh lớp này, màu đen này, tới màu đỏ này, đó, màu rêu này, đen đỏ rêu này, và xám nè, đó.
Đó, đen đỏ đeo xám. Có bò da ra vàng nha Ngọc Tiên nha. Có da ra đẹp bò lắm. Đây, chờ xíu đi. Rồi, sẵn sẽ từng mẫu một. Bởi vì nó có tới mấy trăm mẫu cơ. Bây giờ em mà theo yêu cầu của mấy chị, cho nên là em sẽ qua mẫu rất nhanh này. Rồi cái này đồng giá 99k nha. Nếu mà ai lấy thì ghi là Bano đinh lớp giùm em. Bano đinh nè. Đấy. Này cái dây này có chữ lớp này. Đó, gọi là Bano đinh lớp này. Đấy, cộng với số điện thoại thôi. Này em ok, em chốt cho. Tí nữa không thích có thể đổi mẫu khác nha. Đó, sợ rồi tí nữa qua nữa này hỏi lại thì mất công không biết cái nào hết. Rồi bởi vì nó rất là nhiều mẫu, mới tới mấy trăm mẫu cơ. Rồi bây giờ em qua mẫu này. Rồi bây giờ em tới mẫu. Cái này vừa nãy mở ra rồi mà. Này đóng vào rồi à. Rồi bây giờ em tới mẫu da da nha. Da da nè. Mấy chị chia sẻ bài giùm em nhiều nha. Mấy này thông cảm giùm em. Cái này em không thể là theo yêu cầu của mấy chị hết. Thì mấy chị chờ em một xíu nha. Em sẽ, mọi người muốn coi gì em sẽ cho coi. Nhưng mà em sẽ phải làm từng mẫu một. Bởi vì nó quá nhiều mẫu. Này đây là da da nè. Da da này là da da mới da luôn. Bởi vì cái da da mới cũ của nó thì nó sẽ không có đinh này. Nhưng mà da da mới thì nó sẽ có thêm hàng đinh này mấy chị này. Bên trong của nó dây y chang như là da da cũ nha. Một dây da nè và một dây thổ cẩm nè. Đó, một dây da và một dây thổ cẩm luôn. Em bán đồng giá 99k luôn. Chỉ có 99k thôi mà có đủ màu đâu nha mấy chị nè. Bốn màu nha chị nha. Không, rất là nhiều màu, ra bốn màu đi. Vào quay lại đi. Vàng nè. Hồng nè. Đó. Đen nè. Đó. Đỏ nè. Bây giờ chị nào mà thích, ví dụ như thích màu đen, nói là cho coi màu đen, em sẽ mở màu đen cho mấy chị coi. Còn không em phải qua mẫu nghe nhanh. Bởi vì này em rất là nhiều mẫu mà bây giờ em cho mấy chị coi hết từng mẫu một, mở hết từng mẫu ra một ra rất là lâu. Thì bây giờ mấy chị nào mà muốn coi cái gì cứ nói em sẽ phục vụ hết yêu cầu của mấy chị. Hả? Có đèn đỏ thôi. Chị nhả lên là nãy chốt thì luôn nè. Rồi đây da da vàng này này. Bạn Ngọc Ngọc gì nhỉ? Ngọc Tiên này. Ngọc Tiên có ok không? Đấy, hạ quay như vậy đó. Đấy, da da mà nếu mà mọi người mà không thích thì em qua mẫu khác nha. Em qua mẫu khác đây. Bởi vì nó nhiều mẫu lắm, em phải quay nhanh nha. Bu xì đi chị. Cho em coi cái đen bên kia mới cầm. Bu xì này. À cho coi cái đen mới cầm đi. Bu xì phải không chị ơi? Bu xì đen ai lấy bu xì đen? Chốt phải từng mẫu một nha, chứ còn lâu quá. Gu xì đen cộng xương phải nha, gu xì đỏ cộng xương phải nha mấy chị nha. Gu xì đen cộng xương phải, gu xì đỏ cộng xương phải nha. Bên trong rất là đẹp nha mấy chị nha. Có hai màu, gu xì đen cộng xương phải, gu xì đỏ cộng xương phải. 99k nha, 99k một cái nha. Ôi mọi sao, người nha. Đâu cho em cái đen bạn kia mới cầm. À cái này phải không Thảo Nguyễn? Cái gu xì này đúng không? Thảo Nguyễn chỉ cần ghi là gu xì đen. Đó, hai chữ G này. Ghi hai chữ G thôi. Hai chữ G đen và cộng với này số điện thoại cho mình. Mình sẽ chốt hàng cho. Gu xì đen cộng xương phải, gu xì đỏ cộng xương phải nha mấy chị nha. Em nghe chị ơi. Vâng. Không phải. Mấy chị nha, gu xì có hai màu nha. Gu xì có hai màu, màu đen và màu đỏ nha. Màu đen và màu đỏ nha. Gu xì có hai màu, màu đen và màu đỏ nha mấy chị. Ai lấy màu đỏ thì ghi gu xì đỏ cộng xương thải. Ai lấy màu đen ghi ok chị Thùy Nguyễn nha. Gu xì đỏ cộng xương thải. Mấy chị ơi chia sẻ giùm em nha. Chia sẻ giùm em đi để em có động lực em tiếp mẫu này. Bởi vì mẫu nhiều lắm mấy chị ạ. Cái dưới chân bạn áo vàng à. Ôi rồi, ôi rồi tôi để em qua từng mẫu một nhá. Chứ bây giờ này cứ mẫu này mẫu kia mất công mấy chị này kiểu bị loạn này, không biết mẫu nào hết. Nhá. Ok chị Huệ Nguyễn nha. Này bây giờ em qua mẫu này luôn nha. Mẫu này em qua luôn nè. Chị Huệ Nguyễn cho em xin số điện thoại nha chị nha. Em qua ra gia đình này. Ra gia đình em qua luôn. Em qua mất con bên kia luôn nè. Đấy. Rồi bật máy chị cái lông tử ok. Bắt đúng. Một cái hồi nãy đấy có mà. Rồi bây giờ cái túi này này. Cái túi này này có ai chốt nữa không này. Có ai lấy nữa không thì để em qua mẫu luôn nè. Gu xì này này. Gu xì bên trong đây nha chị. Bên trong nha. Ai mà lấy thì chỉ cần ghi cho em là G đấy, em sẽ biết là mẫu này mẫu gu xì đó. Nha G đen thôi. Xem gu xì đó. Bên trong đấy, gu xì bên trong em chỉ có một ngăn to và một ngăn dây kéo thôi. Cái nào cũng vậy hết á. Ok nha. Chị Huệ Nguyễn ngăn đợi dây kéo nha. Cho em xem một kem đi rồi ok nha. Ba Tử đây, cho em một kem. Rồi qua mẫu luôn nè. Nhiều mẫu quá. Bây giờ lại tới ba lô ha. Bao tử màu kem nha chị nha. Bao tử màu kem đây nha. 99k thôi à. Mấy chị chia sẻ nhiều giùm em nha. Bởi vì là có mấy trăm mẫu cơ. Tới mấy trăm mẫu bây giờ em bắt đầu rồi em bên ai nè. Bao tử có hai màu nha. Đỏ đen nha chị nha.
chia sẻ nhiều giùm em đi nha. Chia sẻ lên hội nhóm giùm em đi. Nhiều giùm em để em sẽ bán. Đống này em bán đồng giá 99k nhưng mà chỉ 99k ngoài ra còn có những cái mẫu giá rẻ hơn rất là nhiều. Ví dụ như hàng Quảng Châu em có bán có 79k thôi nha. Rất là đẹp, rất là nhiều. Chủ yếu là để vì em mới bán ấy, cho nên là em muốn là kêu gọi khách hàng mà. Bên em là xưởng sản xuất luôn nha, xưởng sản xuất và là kho bỏ xỉ luôn, rất là lớn. Cho nên là mấy chị yên tâm về chất lượng nha, không phải lo gì cả. Okay, cho xem một kem rồi, nha. Cho xem một kem rồi đó. Okay, rồi rồi, rồi chốt luôn rồi nha. Thôi rồi, ok. Túi công sở tiếp đi em ha, công sở ha. Công sở Quảng Châu, em Nguyễn Tấn Đạt là cũng qua công sở Quảng Châu. Công sở Quảng Châu à? Công sở Quảng Châu à? Thế thì đưa đây. Kia đây. Rồi là cái này là mà tức là đang bán hàng 99k vì bên em Quảng Châu cũng có, Việt Nam cũng có nhưng mà do là yêu cầu của khách hàng nha, em chiều lòng khách hàng cho nên là em sẽ nay mấy cái mẫu Quảng Châu này ai không muốn coi thì cứ chờ một chút xíu nữa thì em sẽ qua mẫu khác cho mấy chị coi nha. Còn bây giờ là em cho gọi là phục vụ nhu cầu của khách Nguyễn Tấn Đạt. Đây nè, cái công sở Quảng Châu nè. Hàng này rất là đẹp nhưng mà nó là hàng Quảng Châu cho nên giá của nó là 250 nha. Hàng này chắc nó phải nặng nó khoảng độ hơn một ký chị ơi. Bởi vì hàng nó rất là đẹp, chất lượng lắm. Em bày đồ đây nữa này. Đây em chỉ coi cho cái cho chị ấy coi mà coi một số mẫu Quảng Châu hàng công sở nha. Trước nha. Đấy em đưa chị mẫu nơ đây. Nè đây chị còn qua để qua mẫu. Đây. Đó, công sở nha, thích cái nào nói em, để em cho coi nhá. Rất là nhiều hàng bởi vì nhiều lắm cho nên là bây giờ em bắt buộc em phải nhanh để qua mẫu thôi. Đó. Công sở này em rất là nhiều luôn. Thực sự nhiều lắm. 250k chị nha. 250k hàng này nha. Hàng này là hàng Quảng Châu cao cấp nha. Hàng Quảng Châu cao cấp nha mấy chị nha. 250k có hết nha. Trẻ nó già gì cũng có hết. Cho nên là bây giờ em chỉ có là phục vụ nhu cầu của khách hàng thôi. Là em sẽ qua mẫu rất là nhanh này. Rất là nhanh cho nên chị nào muốn hỏi em cái gì thì hỏi luôn. Em sẽ trả lời luôn. Đó, em sẽ cho coi luôn. Thế cho nên là rồi bây giờ xong rồi em sẽ qua mẫu nha. Alo Đinh 99k nha chị nha. Rồi mấy chị có bạn bè gì cứ mời vào đây mua hết chị ơi, giá rất là rẻ. Chỉ có 99k thì thực sự là nó rẻ lắm. Em sản xuất ra mà em còn thấy rẻ nữa này. Bàn ô đinh rồi, ok bàn ô đinh này. Bàn ô đinh phải không? Chị, ai muốn cái gì cứ nhắn tin cho em. Lấy màu đen Quảng Châu chứ chị ơi. Em lấy màu đen Quảng Châu. Cái rồi. Này đúng không chị ơi? Cái này đúng không? Bây giờ chưa mẹ nãy là mẹ 4 rồi đúng không Nguyệt? Bây giờ mẹ 5 nha mấy chị nha, mẹ 5 hàng Quảng Châu nha, 250k nha. Chốt cái đó hả? Mẹ 5 nha mấy chị nha, 250k nha, rất là đẹp. Rồi nha. NG ơi, nếu mà chị lấy cái này thì chị comment mẹ 5 số điện thoại nha. Nếu mà phải thì ok rồi em cái nha. Phải thì ok rồi em cái đi nha chị NG. Rồi cho chị xem thêm mẫu Quảng Châu đi. Quảng Châu đẹp lắm chị ơi, Quảng Châu đẹp. Tức là màu thì rất là nhiều, mẫu rất là nhiều cho nên em phải qua nhanh bởi vì nó tới mấy trăm mẫu cơ. Thông cảm giùm em nha mấy chị nha. Còn nhiều lắm. Hay là em vô lấy mấy mẫu chút xíu cho chị để coi đi. Nhiều lắm. Bây giờ lấy mã 5 phải không chị để em khỏi lấy thêm mẫu này bởi vì nhiều lắm. Đúng rồi, nhiều lắm. Bây giờ đúng rồi chị. Chị ơi, nếu như mà chút xíu nữa thích thì là em có thể cho chị qua. Chứ có thể đổi nha. Còn để em qua mẫu bởi vì nhiều lắm. Bây giờ like chia sẻ giùm em đi nha, chia sẻ giùm em đi. Nhiều coi một chút thì bọn em có cái hứng bọn em bán hàng này. Đó, cho bọn em cái động lực để bọn em bán hàng. Sale giá rẻ luôn. Đó, bên em là chủ sản xuất luôn này, chủ xưởng sản xuất luôn hôm nay cho mấy chị mua nha. Đó. Đóng rồi xuống online luôn rồi. Đó, cái gì đấy? Mẫu khác nữa đi. Chị cho xem mẫu Quảng Châu đi. Quảng Châu thì chút xíu nữa đi nha. Bây giờ em nay mấy cái hàng 99 trước để cho mấy chị đẹp mà thích hàng gọi là đổi mẫu liên tục đó. Đó, mình sẽ mua để mình bán đâu đi. Gõ báo sai bao nhiêu luôn đi, em biết đường mua. À, sai bao nhiêu à? Cái nào? Cái đều chị ơi, cái mẫu này là size 25 nha. Size 25 nha mấy chị nha. Mấy chị nhìn này, găng tay của em là 20 này. Cái nào em cầm em cũng đặt găng tay vào đây nha mấy chị nha. Đó, cái nào em cầm em cũng đặt cái này vào đây là mấy chị sẽ nhìn, mấy chị biết ngay là sai này, găng tay là 20 này. Đó. Đó, rất là nhiều mẫu. Mấy chị ơi chia sẻ nhiều giùm em đi nha. 99k được 50 người thôi thì em sẽ tặng quà cho mấy chị này. Đó, mấy chị thích cái nào em sẽ tặng cho mấy chị luôn.
công từ từ sở nha, chị nhiều nha. Mà chia sẻ nhiều. À, từ từ sẽ có nha chị Trần Dung nha, yên tâm đi, từ từ sẽ có 50 người lượt xem là. Dạ, đây là cái này này em bán đồng giá 99k này, ba nô đinh này, thực sự là hàng nó giống y chang hàng Hồ Châu nha. Em đang xài cái này, em đang xài luôn nha, ai cũng hỏi hết á, ai cũng hỏi là ở đâu hết á, mà tận xưởng bọn em sản xuất ra luôn nha, bao đẹp cho mấy chị luôn, bởi vì bên trong của nó này có hai cái dây luôn nè, hai dây luôn nha, đó chị có thể đeo xéo được và làm ba lô được luôn. Và cái hàng này hiện tại bây giờ trên thị trường thực sự nó đang rất là hot luôn này, đó rất là đẹp luôn đấy, cận cảnh cho mấy chị coi luôn nha. Hàng này mấy chị bỏ cốp xe thoải mái luôn. Khi mà chị mấy chị bỏ ra form vẫn nguyên si luôn, gập thoải mái. Không có quan trọng gì cốp to cốp nhỏ nha. Bỏ được hết luôn. Đó. Bây giờ thị trường đang rất là hot cái mẫu này luôn, ba nô đinh. 99k nha mọi người. Chỉ có 99k thôi. Đây mấy chị coi form của nó đi. Đẹp tuyệt vời luôn á. Mấy chị mà mua hàng của em đã nhận hàng của em rồi này là biết á, hàng rất là đẹp. Mấy chị chia sẻ nhiều với em, bây giờ em qua mẫu này, em qua mẫu nha. Mẫu nhiều lắm, bây giờ phải qua mẫu thôi. Rồi em ơi, tiếp mẫu với chị đi. Bây giờ em tới mẫu này đi nha. Cái này là Miu Miu này, bây giờ em chuẩn bị mẫu chị đi. Cái này là Miu Miu này, 99k này. Mấy chị ơi, này. Đây em hỏi cho chị coi này, đấy, cận cảnh cho mấy chị coi này, hàng thì nó rất là đẹp luôn. Em lấy đủ màu ở đây chị đi. Rất là nhiều màu. Bên trong là nốt đỏ nè mấy chị, nốt đỏ nha, đó bên trong có một dây kéo mà nốt đỏ này, mấy chị coi cái sợi xích này đó, thấy không, mấy chị coi cái sợi xích này, mấy chị biết hàng chất lượng nha, mà em bán chỉ có 99k thôi. Em lấy ba nô gấu hồng, ok, em lấy ba nô hồng gấu nha. Cứ cho em số điện thoại đây nha, hay em sẽ số lượng thì mấy chị không phải lo, bởi vì cái kho rất là lớn. Chị ơi, bao lô hồng gấu cộng số điện thoại nha, em chốt nha, không có số điện thoại em không chốt nha. Chút xíu nó sạc pin xong rồi em sẽ cho mấy chị coi cái kho của em nha. Hàng rất là nhiều, rất là lớn luôn. Vì em mới bán cho nên mấy chị chia sẻ dùng cho em á. Chia sẻ dùng cho em để em đó, hàng nhiều lắm mấy chị ơi nè. Nguyên một cái kho hàng mực lòng Nguyễn cho. Các tác phòng rất là nhiều hàng. Chị Lâm Nguyễn cho xin số điện thoại đi nha chị ơi. Ba lô đi nó đi ha. Rồi ok, ba lô luôn. Ba lô gấu đi chị. À qua nào, cái này này. Cái này của em thì đang nhiều màu này, có ai muốn mua thì nói cái này với em nha. Cái này hàng Miu Miu nha. Miu Miu thì màu rất là nhiều. Hàng rất là đẹp. Đấy, cái sợi xích này cực kỳ luôn. Hàng này nha, 99k. Nếu mà nha. Mấy chị mà xài nha, mấy chị xài thì nếu mà ai không tin là đây là hàng Quảng Châu nha. Bởi vì tất cả chất liệu em nhập hết từ Quảng Châu, chỉ có điều là xưởng em sản xuất thôi, mà xưởng sản xuất rất là đẹp. Đây. Đẹp tuyệt vời luôn nha. Nó có màu đen, màu rêu, màu đỏ, màu hồng, rồi màu xám, nói chung là màu nhiều lắm. Rồi bây giờ không ai mua phải không, em qua mẫu nhỉ. Ủa, rồi, em này mà chị. Đâu? Chị đi bốn máy rồi kìa. Nhưng mà Miu Miu. Đây Miu Miu nha chị nha, Miu Miu. Gì đây? Nha. Miu Miu gì đây? Để chập làm quà. À làm quà hả? Ok, mà tức là không phải là để làm quà mà là thích mẫu nào em tặng mẫu đó. Tức là em sẽ chốt cái chị đấy, xong rồi cái chị đó thích cái mẫu nào em sẽ tặng cái chị cái đó cái mẫu đó. Chứ không có phải là quan trọng là phải là em phải tặng cái này. Nhiều khi em tặng cái này nhưng mà cái chị đấy lại không thích. Thì mất công, cho nên là cái chị đó thích cái nào em sẽ tặng cái chị cái đó luôn. Rồi, tôi không sợ nhưng rồi, có bộ ba không em? Có bộ ba luôn. Có bộ ba luôn nha, đi vô lên cái bộ ba đi em. Ôi, nhiều mẫu lắm mấy chị ơi, nếu mà bây giờ mà phải mấy trăm mẫu ấy. Có bộ ba luôn, bộ ba đây nằm trong cái ấy nè. Ôi dồi ôi. Rồi, bây giờ em qua mẫu đây nha. Mấy chị không mua thì thôi, em qua mẫu này, nhiều mẫu lắm. Có bao lô đẹp nha mấy chị nha. Bây giờ là... Mấy chị không phải lo là mua mẫu này, tí nữa sẽ có mẫu khác đẹp hơn nha. Bởi vì là mà tí nữa mấy chị có mẫu khác thì mấy chị sẽ em sẽ cho mấy chị đổi thoải mái luôn, thích đổi cái khác thì em sẽ cho đổi. Còn mấy chị nhận được hàng này em mong rằng là mấy chị phải là ưng ý rồi, 50 rồi tặng quà đúng không, rồi ok luôn, 50 tặng quà luôn. Rồi bây giờ bắt đầu thích nha mấy chị, tặng quà, bắt đầu mấy chị comment số điện thoại cộng đã chia sẻ để em tặng quà nha mấy chị. Rồi số điện thoại cộng mới đã chia sẻ này, đã chia sẻ cộng số điện thoại này em tặng quà đó nè, số điện thoại cộng đã chia sẻ nha mấy chị nha, em tặng quà luôn, tặng quà luôn, không phải mua mấy chị ơi, mấy chị tranh thủ đi, mình em tặng quà không phải mua nè, nhanh lên rồi ok em tặng nha. Quà luôn nè, em báo em gửi số điện thoại nha, tặng quà luôn, mấy chị no gì nhà em, nguyên một cái kho hàng lớn như thế này em tặng cho mấy chị nhận mỏi tay không hết. Rồi bây giờ mọi người ghi đã chia sẻ cộng số điện thoại đi để em tặng quà rồi em bán tiếp nha, đã chia sẻ cộng số điện thoại này bây giờ bắt đầu rồi nha, bắt đầu nè mọi người, rồi ok này đã chia sẻ cộng số điện thoại này, đã chia sẻ bây giờ mọi người ấy đi em mới tặng quà được, em tặng quà nha, rồi chuẩn bị em tặng quà nè.
Rồi em mở đi. Tặng nhanh đi còn bán. Rồi. Tiếp đi mà mọi người cứ để chi. Cứ 50 người em lại tặng mà đến 70 người em lại tặng, 100 người em tặng liên tục rồi đó. Cứ chỉ cần mấy chị chia sẻ nhiều cho em ấy, chia sẻ nhiều nhiều người coi em tặng liên tục luôn. Mấy chị không phải bỏ tiền mua. Rồi, thích nào được đó luôn. Đã chia sẻ cộng số điện thoại nha, đã chia sẻ cộng số điện thoại. Mọi người ơi, đã chia sẻ ở chế độ công khai nha mọi người nha, ở chế độ công khai mới tặng nha, đã chia sẻ cộng số điện thoại nha. Mọi người bắt đầu nha mọi người. Em sẽ coi em vào mà em ghi mai mà xong rồi em vào em coi mà thấy chưa chia sẻ này không được nha. Đó, phải là đã chia sẻ rồi nha. Chia sẻ ở chế độ công khai nha. Là em sẽ tặng nha. Rồi, chị lấy thân chị ơi, chị nhúng giùm em cái nước. Rồi, bây giờ tặng nó nè. Tặng luôn nè. Lấy giùm em cái cân nước của chị kia. Tại vì biết sao giờ bước ra mỏi lắm. Để chia sẻ cộng số điện thoại nha mọi người nha. Đấy, ngay cái ghế. Rồi. Từ từ, mọi người cứ ghi đi. Mọi người cứ ghi đi. Để chia sẻ cộng số điện thoại nha. Để chia sẻ cộng số điện thoại nha mọi người nha. Bắt đầu nha. Để chia sẻ cộng số điện thoại liên tục đi mọi người ơi. Ai chưa comment thì mình cứ comment đi. Ai càng comment nhiều thì cơ hội trúng càng cao nha. Thích mẫu nào tặng mẫu đó, không cần nói chung là thích mẫu nào là tặng hết. Không, những cái mẫu mà hàng 99k nha mọi người nha, thích mẫu nào tặng mẫu đó nha. Đây bây giờ em không thấy ai hết, bây giờ bắt đầu em chọn nha, bây giờ chọn nha. Mọi người liên hoàng, cái gì quân hoàng cũng mọi người liên tục nha mọi người nha, bắt đầu nha. 1, 2, bây giờ em không biết ai hết nha. Rồi bấm. Ai đây? Quân Hoàng. Rồi Quân Hoàng nha. Tên Quân Hoàng có chốt chưa bây giờ? 69 rồi, lên tiếp 70 rồi. Em tặng tiếp một người nữa nha. Bây giờ ghim đi. Bây giờ ghim Quân Hoàng nha mọi người nha. Hồi nãy nói rồi. Không. Rồi mọi người kiểm tra giúp em nha mọi người. 70 tặng tiếp nè, 70 tặng tiếp. Nhưng mà rồi, mọi người kiểm tra Quân Hoàng đã. Mọi người cứ comment xuống lại đi. Em kiểm tra anh Quân Hoàng. Nếu như anh Quân Hoàng nếu như mà chị Quân Hoàng không chia sẻ được. Bây giờ 01682. Mọi người kiểm tra đi. 01682. 720. 321 có chia sẻ ở chế độ công khai mới được tặng quà nha. 321 à. Dạ đúng rồi. Bây giờ em tặng tiếp này, em chuẩn bị tặng tiếp cái này. Mấy chị ghi cho em đi. 70 em tặng tiếp cái này. Vừa rồi đấy là 50 em tặng rồi nha. Bây giờ 70 em tặng tiếp cái này. 321. Đó. Bây giờ 70 em tặng tiếp này, 100 em tặng tiếp nữa. Dư rồi. Để em kiểm tra em chị đi. Rồi, mọi người cứ chị ơi, mấy chị ơi chia sẻ cho em đi, 70 em tặng tiếp nè. Bây giờ xuống rồi, sáu mấy rồi không tặng được rồi. Bây giờ phải lên 70 đi, 70 em tặng tiếp này. 70 em tặng tiếp nha. Đó. Hôm nay nếu mà mấy chị chia sẻ nhiều thì em chỉ tặng thôi nè, đó. Tặng cho mấy chị không cần mất tiền mua. Đây nha mọi người nha, Quân Hoàng nha. Bây giờ Quân Hoàng nha. Không chia sẻ. Quân Hoàng không có chia sẻ nha. Không chia sẻ thì mình sẽ chốt cho người khác nha mọi người nha. Người nha. Trời ơi mấy anh chị ơi, mình chịu khó mình chia sẻ cho mấy anh đi. Để cho một đỡ chia sẻ rồi chị nha. Không thấy nha. Thôi bây giờ đi, bây giờ mình sẽ cho người khác này. Rồi cho người khác nha mọi người nha. Bây giờ cho người khác. Mấy nha. Chị thông cảm giùm em nha, em không có nhiều thời gian. Em không có nhiều thời gian, còn rất là nhiều mẫu đằng sau nữa. Em kiểm tra mà chưa chia sẻ, em sẽ dơ lên mà trước màn hình cho mọi người coi. Nếu như thực sự mà chia sẻ rồi em sẽ tặng nha. Còn chưa chia sẻ em cho người khác nha. Rồi mọi người chia sẻ tiếp đi mọi người ơi. Cứ ghi đã chia sẻ cộng số điện thoại nha. Mọi bây người giờ á, đã nha. Mất cái thời gian thì bây giờ mình mất thời gian mình ghi lên đây rồi thì mình sẽ chia sẻ xong cái mình ghi luôn. Đúng rồi. Cho nó khỏi mất công. Chứ bây giờ mình chẳng may mà mình trúng á, rồi mình không chia sẻ lại mất. Rồi bây giờ ai chia sẻ, ai mà muốn được thì mình chia sẻ đi. Bây giờ chia sẻ đi rồi mình ghi nha mọi người. Bắt đầu chia sẻ đi nha. Bây giờ bắt đầu em chốt tiếp cho chốt này nha. Bây giờ nha, bấm đại nha. Không có biết ai hết. Bây giờ ai comment càng nhiều cơ hội trúng càng cao nha. Ghim nha mấy chị. Ai đây? Ghim nha. Nguyễn Lan nha mọi người ơi. Nguyễn Lan có đó này. Không? Nguyễn Lan ghim giùm em đi. Nguyễn Lan ghim giùm em đi. Nguyễn Lan 1. Nguyễn Lan 2. Mọi người ơi. Nguyễn Lan có đó không? Chị xuống đi tại vì đâu vậy? Nhanh không, bây giờ người ta sẽ có ở đây, người ta sẽ ấy. Đâu? Nguyễn Loan đâu? Chị thả đi. Có người ta sẽ ấy nè. Chị Nguyễn Lan có đó không? Chị Nguyễn Lan ơi, đếm nha. Nguyễn Lan 1. Nguyễn Lan 2 có ở đó không ạ? Nguyễn Lan 3. Nguyễn Lan 4. Nguyễn Lan 5. Nguyễn Lan rồi, chị Nguyễn Lan không có ở đây. Tiếp tục.
chọn người khác nha mọi người nha. Tiếp tục em chọn người khác nha. Rồi tiếp tục nha, bắt đầu chọn. Đây nha. Đây. Chưa Ngánh Nguyệt nha, nhưng mà hình như nãy chị Chưa Ngánh Nguyệt đã được nhận quà rồi nha mấy chị nha. Được đâu có. Đúng nha. Của nó đâu vừa khác mà. Em comment đi. Bạn chị người Chưa Ngánh Nguyệt này. Đó chị Chưa Ngánh Nguyệt hồi đấy là nhưng mà rồi. Rồi bây giờ mọi người ơi, em tặng tiếp nữa này, em tặng tiếp nữa này, tại vì nên like rồi em tặng tiếp này. Rồi bây giờ lên 70 em tặng một lần vật vật chia 100 nha. Em tặng tiếp này, 100 này. Nha, chị Chưa Ngánh Nguyệt mọi người kiểm tra nha. Mọi người kiểm tra giùm em nha, xem là nếu mà có chia sẻ rồi em tặng nha. Bây giờ 100 đi em tặng tiếp này, bây giờ sắp lên rồi, tới chuẩn bị tới 100 rồi này, em tặng tiếp luôn. Rồi mọi người kiểm tra giùm em có chưa? Cứ lên này em tặng mấy chị không cần phải bỏ tiền mua, chỉ cần chia sẻ cho em thôi. Này mấy chị được tặng rồi không cần phải mua. Bỏ tiền ra mua mất tiền, mất công ra. Đó, mấy chị chỉ cần rồi, chia sẻ okay thôi. Rồi, ok nha, chị Trương Ánh Nguyệt có nha. Chị Trương Ánh Nguyệt có chia sẻ nha mọi người nha. Rồi, mấy chị okay yên tâm đi, bởi vì cái kho hàng rất là lớn. Em có thể tặng cho tất cả mọi người, không phải no gì cả. Rồi, 100 nha mọi người ơi, Trương Ánh Nguyệt chủ động chốt cho inbox cho em nha. Thích mẫu nào em tặng mẫu đó rồi, nha. Rồi, bây giờ 100 này em tặng tiếp này. Em tặng tiếp đó, em cứ tặng cho mọi người hết đó. Xong rồi sau đó em bán sau này. Rồi, 100 đi mọi người ơi, mọi người comment để chia sẻ cộng số điện thoại chỉ cần nha. Mình ghi đã chia sẻ và số điện thoại thôi. Nhiều khi mình lại may mắn, mình lại được quà, mình thích cái nào mình sẽ được cái đó luôn. Coi như là giống như là mình mua mà mình bây giờ mình không phải mất tiền. Chứ không phải là em không bắt mấy chị là phải mua cái này, hay là em tặng mấy chị cái này mấy chị phải nhận. Mấy chị thích cái nào em sẽ tặng cho cái đó luôn. Đó, lên tới 100 đi em sẽ tặng luôn này. Đó. Rồi mọi người sắp ơi, lên tới rồi, lên tới rồi chị ơi, sắp đã lên tới rồi. Sẽ cộng số điện thoại đã chia sẻ cộng số điện thoại trước khi chơi mình chia sẻ đi mọi người ơi để đỡ mất thời gian của mọi người nha. Mình chia sẻ đi. Chia sẻ cái mọi người vào coi cái là mình sẽ được tặng nè. Cái đang cầm 99k nha chị nha. Cái đang cầm 99k nha. Có đủ màu nha. Mọi người ơi đã chia sẻ cộng số điện thoại nha. Mấy chị ơi nhanh giùm em nha, nhanh giùm em để em qua mẫu khác bởi vì em còn mấy trăm mẫu nữa. Mấy trăm mẫu chỉ có 99k thôi. 100 chuẩn bị lên rồi chị ơi, 90 rồi, 90 rồi. 91 rồi. 98 rồi, đây là gì mà em đây, em sẽ tặng này, em sẽ chốt em tặng cái này để em bán hàng này. Em không còn 97 rồi mọi người ơi, 97 rồi. Bắt đầu em chuẩn bị tặng này. Đây này. Đó. Mấy chị chia sẻ lên giùm em đi, chỉ cần lên một cái thôi là em tặng luôn rồi. Đã chia sẻ cộng số điện thoại nha. Mua. Đã chia sẻ cộng số điện thoại không mất gì hết mà được quà nha mọi người được nha. Được quà luôn, không cần phải mua mà quà là mấy chị thích cái nào được cái đó, thích cái nào được cái đó chứ không cần không có nghĩa là em chỉ tặng cái này mấy chị là nhiều khi mấy chị là không thích cái này. Đó, cho nên là thích cái nào em sẽ tặng cái đó luôn. Thấy Ly Na Trân nha, đúng rồi, cứ đã chia sẻ. Dạ đúng rồi, nên mình may mắn thôi chị ơi, nên mình cứ comment đi, biết đâu vô tình mình sẽ được nhận quà đúng không mấy chị? Đúng cứ rồi. Comment đã chia sẻ cộng số điện thoại, nhưng trước khi mình comment thì mình chia sẻ bài giúp em nha. Chia sẻ thì mình để đỡ mất thời gian của mọi người, vô là chúng thôi nha. 100 là tặng nha, 92, 96 rồi. 96 rồi mọi người ơi. Mấy chị ơi, cố gắng lên. Rồi, được rồi. Rồi, 100 nha. Bây giờ em lướt chia sẻ, quên. Mấy chị chia sẻ nhiều giùm em đi, chia sẻ nhiều em tặng luôn nè. Rồi, tặng luôn nè. 100 đi mấy chị ơi, đã chia sẻ cộng số điện thoại nha, đã chia sẻ cộng số điện thoại nha. Đã đó. Chia sẻ cộng số điện thoại nha mọi người nha. Em tặng cho mấy chị thích cái nào em tặng cái đó, chứ không có bắt mấy chị phải lấy cái nào hết. Đấy, sau khi mà em chốt thì em ghim xong thì mấy chị thích cái nào cứ inbox của bên em. Đó, em sẽ tặng luôn. Mọi người nha, xưởng nè, rất là nhiều hàng nên mọi người yên tâm, không có sợ là không ok, có em mini phẩm nha, nếu mà ghim chúng nào ok luôn nha. Chị Nhung. Rồi. Nha. Rồi đúng rồi mọi người ơi, bắt đầu nha mọi người nha. Bắt đầu em ghim nha, em không biết nha. Bây giờ ghim đã nha. Vào ai thì là người đấy nhận nha. Vào ai người nhận nha chứ bọn em không biết ai hết. Mọi người cứ comment nhiều lên, càng comment nhiều thì cơ hội trúng của mình càng cao. Càng trúng nhiều thì càng có cơ hội cao, càng comment nhiều thì càng có cơ hội trúng nha. Mọi người nha. Bây giờ em đây, mọi người nhìn đi. Rồi, bắt đầu nha mọi người nha. 1, 2, 3. Hả? Ai đó? Nữa. Ai đấy? Không được à? Hoàng Oanh nha mấy chị nha. Hoàng Oanh nha. Ai là Hoàng Oanh? Rồi, Hoàng Oanh Hoàng nha. Hoàng Thanh nhưng phải Hoàng Anh. Hoàng Thanh. Bạn ấy là tên là Hoàng Thanh. Hoàng Thanh hả? Hoàng Anh. Hoàng Oanh nha mấy chị, không phải Hoàng Thanh nha. Hoàng Oanh. Đây, Hoàng Oanh nha mấy chị nha. Rồi, chị Hoàng Oanh ơi. Có đó chủ động bắt cho bên em nha. Thích cái nào chỉ cần gửi hình cho bọn em này, em thích cái này đó. Rồi, là mọi người đọc số điện thoại đi. Cảm lên 150 em tặng tiếp nha. 150 em tặng tiếp nha. Em chỉ tặng thôi bởi vì nhà em nguyên một cái kho lớn, chút xíu em sẽ cho mọi người coi nè. Đọc số điện thoại giùm đi 09 nguyên một cái kho lớn luôn nha, nguyên một cái kho lớn cho nên mà
mọi người không cần phải mất tiền mua. Đó, không cần mất tiền mua, chỉ cần đem chia sẻ cho em thật nhiều, em sẽ tặng cho mấy chị luôn. Hàng của em rất là nhiều. Thực sự là nhiều lắm luôn đấy. Rồi chị Hoàng Oanh nha, chị Hoàng Oanh có chia sẻ nha mấy chị nha, có chia sẻ nha. Mọi người ơi, chị Hoàng Oanh có chia sẻ nha, chị Hoàng Oanh chủ động inbox cho bên em này, muốn rồi, thích cái nào thích cái nào nha, thích cái nào thì rồi lên 150 rồi mọi người ơi, 150 là tặng tiếp nha. 150 em tặng tiếp này, 147 rồi nè, 150 em tặng tiếp này. Đó. 150 em tặng tiếp luôn. Hàng thực sự rất là đẹp mà rất là nhiều luôn. Hôm nay em chỉ tặng cho mấy chị thôi. Đó, không cần phải mất tiền mua, chỉ tặng thôi. Không phải lo gì cả. 150 nha mọi người ơi, đã chia sẻ cộng số điện thoại, đã chia sẻ cộng số điện thoại nha. Mà trước khi chơi mọi người nên chia sẻ đi. Mấy chị ấn theo dõi giùm em nha, ấn theo dõi giùm em nha. Ấn theo dõi, chia sẻ ở chế độ công khai nha, ấn theo dõi nha, mới đầu là một 150 em sẽ tặng. Rồi, 150 bây giờ mẫu. Trong cái thời gian mà chờ 150 nha, chờ 150 thì em sẽ bán hàng tiếp nha. Bán hàng giá rẻ tiếp cho mấy chị nha. Đó. Trong thời gian chờ. Gia Ra Đinh nha mấy chị nha. Gia Ra Đinh mới nhất luôn, có 4 màu nha mọi người nha. Có 2 dây nha. Bên trong là có dây dây da và dây nỉ nha. À, dây da và dây thổ cẩm nha. 99k bây giờ mấy chị nha. Thích cái gì nào, thích mẫu nào là nói em nào. Em sẽ lên 150 tặng nha mấy chị 150 mới tặng thì trong cái thời gian mà chờ 150 thì em sẽ like những cái hàng cho mấy chị coi này. Bởi vì hàng bên em bán thì giá rất là rẻ rồi. Đó, rẻ lắm. Rồi mọi người ơi, bây giờ mình bán bóp với giá là 69k nha. Ai chia sẻ rồi sẽ mua được với giá 69k đủ màu nha. Đây này mấy chị coi hàng này. Hàng chất lượng rất là đẹp luôn. Đó. Và giá nó rất là rẻ. 69k đủ màu nha. Ai chốt mẫu nào thì mình comment nha. Đây là hàng Quảng Châu nha mấy chị. Hàng Quảng Châu thì mấy chị biết rồi đấy. Cái tiền mà vận chuyển từ Quảng Châu về Việt Nam thôi là nó hết mất mấy chục ngàn rồi. Mà bây giờ tụi em bán với cái giá là chỉ có là 69 ngàn thì nó rất là rẻ này. 69k là chị có thể cầm đi ăn tiệc này. Cầm đi ăn tiệc cũng được mà đựng iPhone to đều được hết nha. Đựng rất là nhiều này. Đó. Ai cho xem bộ ba đâu rồi, bộ ba đâu rồi? Bộ ba đâu rồi? Bộ ba em không thấy. Ở trong cái phòng đồ này đi vào trong. Mọi người ơi, bộ ba cái, bộ ba là bên trong có 3 cái. Trong có 3 cái tức là bộ ba nha. Rồi đây này mấy chị này. Đấy coi em nha, màu này, đây là ví này. Bây giờ mấy chị muốn coi cái gì ấy, có chị nào mà muốn coi cái gì thì cứ nói em nha. Cứ nói em sẽ cho mấy chị coi. Cho mấy chị coi trong thời gian mà em chờ lên 100 mà không thấy. Rồi bây giờ mấy chị chia sẻ với em đi nha. Xong rồi mấy chị thích cái nào như thế nào đó. Lên mốc 150 thì em sẽ tặng cho mấy chị luôn. Còn bây giờ là mấy cái này em sẽ nói giá để cho mấy chị, ví dụ chị nào mà thích mua ấy thì là sẽ thì mua nha. Đây này, cái này 69 qua nha, 69k nha mấy chị, coi giùm em đi để em coi mẫu này. Bởi vì nhiều mẫu lắm, ba lô có, ba lô rất là nhiều. Nhiều mẫu ba lô lắm. Thì bây giờ em qua mẫu này nha. Còn chị nào mà thích thì inbox cho em hoặc là cứ nói bên em sẽ cho coi nè. Ba lô nhiều lắm mấy chị ơi. Có cái chị nào coi bộ ba này. Đây cái này là em theo yêu cầu của khách hàng nha. Thực sự là theo yêu cầu của khách hàng này. Cho nên là em nói chung là mẫu nào bọn em cũng có hết. Đây này, bộ ba này. Đây là cái thứ nhất này. Cái thứ hai này, bỏ bên trong ra này. Đây nè, cái thứ hai này. Đó. Cái thứ ba này. Nè. Bộ ba này là chỉ có 180k thôi này chị ơi. Ba cái luôn. Đó, nó chỉ vào là 60.000 một cái thôi. Ba cái mới có 180.000 thôi này mấy chị ơi. Giá rất là rẻ thôi nha. Ba cái mới có 180.000 thôi. Đó. Ai lấy bộ ba thì lấy bộ ba thì bộ ba màu đỏ cộng xương thải, bộ ba màu đỏ hồng rồi mấy chị. Tức là nếu mà không có thì em qua mẫu nha. Qua mẫu nha mấy chị nha. Ai lấy thì bộ ba đỏ cộng xương thải, bộ ba hồng nha. 140 rồi mấy chị ơi. 140 rồi nha. 145 rồi bây giờ. Có ba lô gì đây? Cái ba lô gấu 99k nha chị Thu Hương nha. 99k một cái ba lô như thế này nha, ba lô gấu nha. 99k thôi nha. Rồi Valentino hả? Ok. Valentino hàng Việt Nam 99k nha. Bây giờ Valentino nó có hai loại nha. Một là Việt Nam, hai là Quảng Châu. Em sẽ cho mấy chị coi này. Bởi vì nó nhiều mẫu quá mấy chị ơi, rất là nhiều mẫu luôn. 99k thôi nha. 99k này. Hàng nhiều mẫu quá. Hoàn toàn nha. Em cho coi màu đi, em cho coi màu cái này nhá. Bây giờ mẫu nào thì lấy từ màu tại chị coi. Tại vì nãy giờ mình thay cái nào. À
xỉ thì bây giờ em xỉ từ 10 cái nha chị nhá. 10 cái chị có thể lấy bất kỳ 10 cái nào cũng được, miễn sao đủ 10 cái được rồi. Chị inbox cho em sẽ cho chị số điện thoại Zalo ấy. Thì chị vào đấy chị sẽ coi trên đấy nó có mẫu và giá luôn. Sẽ có mẫu và giá luôn nha. Đó. Rồi bây giờ em đồng giá 99k. Theo như yêu cầu của khách hàng, quý khách hàng luôn nha. Là chị nào muốn coi Valentino, tức là Valentino em có Việt Nam này, đó, còn của Quảng Châu này, đó, hàng Quảng Châu thì nó 200.000 nhưng mà thực sự là nó đẹp lắm ấy chị ạ, đang hot nhất thị trường này, đó, nó có màu xanh, màu đen và màu đỏ nhá. Chơi game mình chơi game suốt đấy mà, cứ lên 50 người là mình lại chơi game mà, cứ ví dụ là 50 này xong 100 này rồi tới 150 này tới 200 này là mình lại chơi, mình lại tặng mà. Mình nguyên một kho hàng rất là nhiều hàng cho nên mọi người thoải mái đi. Đây, không có phải lo hàng gì hết đấy. Hàng rất là nhiều. Sơ thôi nha, sơ thôi. Còn các phòng của mình là hàng chất ngập mắt luôn cho nên không cần phải lo, không cần phải lo quà tặng. Mình có thể tặng cho mọi người suốt được luôn, không phải lo gì cả. Bởi vì là mình chỉ cần là cái số lượng khách nhiều thôi. Đó, để cho mọi người biết đến cái cơ sở của mình thôi. Chứ còn tặng thì mọi người yên tâm đi, tặng thoải mái luôn. Chờ neo đi chị, chờ neo của cô hay là chờ neo gì đấy ha? Lên 150 đi mình sẽ tặng quà nè. Đây này, cái này là Valentino này. Đó, Valentino nha. Bây giờ màu. Bây giờ em lấy màu ấy thì đi xong rồi cất hết đây đâu, cắt ở cái chỗ vừa vừa xong rồi chị kia cắt đây, cầm bước vào trong kia em lấy màu ấy thì để chị nhớ cho mọi người này. Đó. Rồi, đây là 99k hàng Valentino Việt Nam này. Đó. Cái này là 200k này, hàng Quảng Châu này. Đó, hàng Quảng Châu này là hàng Quảng Châu loại đẹp luôn nha. Loại một thôi nha chứ không phải là loại kia. Mấy loại bình thường kia đâu nha. Hả? Rồi, bây giờ xong chưa nha? Xong mình sẽ qua mẫu khác nha, bởi vì rất nhiều mẫu mình phải qua nhanh. Cho nên là ai họ hỏi cái gì thì mình sẽ dơ lên cho. Ok, cái gì chốt luôn, còn tí nữa không thích thì mình có thể đổi mẫu khác cho. Chứ bây giờ mình không thực sự là không có thời gian. Không có thời gian để mà ấy. Chỉ có 99k thôi. Hàng 99k mà toàn mẫu đẹp không à. Thực sự là rất là đẹp. Này, cái này có 6 màu nha. 6 màu, mẫu nào nó cũng có 6 màu hết. Đen, đỏ. Valentino Việt Nam là 99 nha mấy chị nha. Hàng Quảng Châu là 200 nha. 200 nha. Cái này 99 nha, đủ màu nha. Này 200, này 99 nha. Đúng rồi, xưởng mình ở thành phố Hồ Chí Minh, ở quận 9 thành phố Hồ Chí Minh nha. Tận xưởng sản xuất luôn, kho hàng luôn. Mọi người có thể đến trực tiếp chỗ mình lấy hàng luôn nha. Bởi vì giá nó rất là rẻ. Tận xưởng sản xuất thì giá nó rất là rẻ. Đó, mọi người coi này, cái hàng bên xưởng mình mà sản xuất này. Đó. Nó rất là đẹp luôn, nó sắc sảo lắm, nó y chang như Quảng Châu luôn á. Chứ nó không phải phải là ấy đâu nha. Mấy người có ai có chị nào mà có mua hàng bên em rồi ấy là biết rồi đó. 99.000 nha chị. Cái này chỉ có 99k thôi mà nó có 6 màu thôi chị ơi. Bây giờ cứ mà tới mẫu nào em đưa đủ màu chị nó. Tới mẫu nào mà đưa đủ màu sau đó này thì cất đi được không sao, nhưng mà cứ đưa đủ màu đây. Này cái này nằm trong phòng này này. Cứ đưa đủ màu đây. Bên này có bên Lenovo kìa. Ship tỉnh là 30k nha chị nha, ship thành phố 20 nha. Qua mẫu. Rồi xong ha, bây giờ mẫu này có 6 màu, ai thích không này? Chờ neo tua này, chờ neo đinh này, đây là đinh này, tua này, đó. Đinh tua này, nếu mà ai mà thích ý, thì là này ghi là đỏ hoặc đen hoặc gì thì mình tức là muốn coi màu gì mình sẽ cho coi. Muốn coi màu gì mình sẽ cho coi màu đó nha. Đó, rồi bây giờ 99k này. Rồi qua mẫu nha. Thái Huyên xuống nha, Thái Huyên xuống nha. Bây giờ theo như yêu cầu của mọi người thì mọi người rất là nhiều. Nên bây giờ là đó, ai cần màu như nào nói mình nè. Rồi qua. Đó. Bóp cầm tay. Mấy cầm tay thì đây là mấy cái chanel đây này. Ai đó. Chia sẻ mua được 69k nha mọi người. Giờ 69k nha. 69k nha. 69k đỏ chanel đỏ. Đen, đỏ, xanh rêu, đỏ đô, đỏ. Đây này. Đỏ rất là tươi. Đẹp. Đó. Ai mua về chỉ có 69k thôi. 69 màu cộng số điện thoại nha. 69 màu cộng số điện thoại nha. Xanh rêu, đỏ, đen, đỏ đô, hồng, rút. Cho em xem cầm đen. Đây nha, bên trong nha chị nha. Bên trong rất là rộng, đựng được iPhone 7, iPhone 8, iPhone gì cũng được luôn nha mọi người nha. Chỉ có 69k thôi. Mọi người chốt thì comment ví đỏ 69k cộng số điện thoại nha. Thấy mình nha. Cái này nói chung là đừng thoải mái nha, chỉ có mỗi iPhone 9 là chưa, không nào không có đựng được thôi nha. Và iPhone 9 thì như là 99 ra chưa nhỉ? Nó có tạp hết rồi. 9 chưa ra cho nên là không có đựng được nha. 99k nha chị nha, 99k một cái ba lô thỏ thôi nha. Cầm tay to ấy chị, cầm tay to có luôn bây giờ mọi người ơi. Mình lên mẫu 79k nha mọi người nha.
giá 79k nha mọi người nha, hàng Quảng Châu cao cấp nha, bên trong có hai ngăn nha, bên trong có hai ngăn nha mọi người nha, bên trong có hai ngăn, có dây đeo dài luôn nha mọi người nha. Lấy em ba lô xanh chốt, ba lô xanh là mẫu nào nhờ? Cho em ngân su su đen. No no chị đẹp không? Cho em cái no no dây kéo. Cái hai dây kéo là 99k nha chị nha, cái hai dây kéo là 99k, cái một dây kéo thì mới 69k nha. Cái này hả? Cái này đây hả? Ok ngân su su nha. Ok ngân su su lấy cái nào? Ok ngân su su lấy ba lô gấu màu xanh nha chị, cho em xin số điện thoại ghi là ba lô gấu xanh rêu cộng số điện thoại nha, bao lô gấu xanh rêu cộng số điện thoại chị 99k thôi nha mọi người nha. Đây nè, cái này này là hai dây kéo này, đây này hai dây kéo này, rồi đây là hai dây kéo nha, qua mẫu đi chị, rồi qua mẫu đi nha, qua mẫu nha, nhiều mẫu lắm, bây giờ phải qua mẫu thôi chứ không thể nào mà chờ các chị nhảy được đâu. Mấy chị chia sẻ nhiều giùm em đi nha, chia sẻ nhiều giùm em để em qua mẫu này, toàn 99k thôi. Mà bây giờ còn nguyên một qua trong kia kìa, mà bây giờ mọi người ghim giùm em 697999 giùm em đi chị ơi. Rồi tới chờ nó boy đi, chờ nó boy đi chị, chờ nó boy chị đi. Chờ nó boy đi xong bắt đầu tới chờ nó kim tuyến, chờ nó boy chứ đi. Rồi chốt cho ngân tôi em đi. Rồi em lấy ba lô xanh. Gì đây? Có gì? Chờ nó boy kim tuyến có ba màu nha. À ngân su su lấy cái này đúng không? Ok, cái này được rồi. Ok, cộng số điện thoại thôi. Không cần phải hỏi gì đâu. Chỉ cần người ok cộng điện thoại thôi. Để chị đấy, thông cảm giùm bên mình nha, để mình còn phải qua mẫu bởi vì là rất là nhiều mẫu bên trong kia mà bây giờ mình không qua nhanh là mình không có thời gian để bán. Có màu hồng luôn, có màu hồng đủ màu hết á. Đây để chốt luôn đi chị ơi. Em lấy hai dây kéo đây, dạng đông lấy hai dây kéo này đúng không? Đây màu hồng nha. Đúng rồi, dạng đây. Màu hồng. Này này này, chốt cho dạng đông này. Dạng đông lấy cái này đúng không? Ok. 99k nha chị đẹp năm nha. Chị ghi hai dây kéo 99k nha, cộng số điện thoại nha chị nha. Dạng đông. Rồi. Tím 79k kìa, tím 79k Thúy Nhài ha. Rồi ok Thúy Nhài luôn, ok Thúy Nhài. Tím chị quê ở đâu ạ? Mình quê ở Bắc Ninh nha. Quê Bắc Ninh. Chị rồi. Mình quê ở Bắc Ninh nha. Chị nào nha? Có ai mà muốn tâm sự lúc buồn thì cứ nhắn tin. Cái okay, này là nhu cầu chị, riêng. Có gì em dạ, tên móc cho chị nha. Dạ. À, cái gì số Zalo của chị số mấy? À, Zalo à? Zalo thì inbox đi nha. Chứ không là tối nó kiểu ngủ. Đó, inbox cho mình đi chứ chứ bây giờ nói lên công khai này thì mất công buổi tối này. Có mấy anh này nhắn tin nhiều quá này không lấy được. À rồi qua mẫu đi, qua mẫu ha. Qua mẫu ha là mất thời gian của mọi người, xin lỗi mọi người nhá. Ok My Nguyễn tím 79k cộng số điện thoại nha chị nha. Tím đen 79 cộng số điện thoại nha. Bây giờ chị nghe chưa, chị lên này đi. Màu đen cái màu này đi. Rồi bây giờ mới bắt đầu mình lên tới mẫu tiếp này. Thông cảm nha, mẫu nhiều quá bây giờ phải lên này. Đây nha chị nha, có ba màu nha. Ba lô chất liệu gì? Ba lô toàn là da đẹp không à? Đây này, chất da đẹp cực kỳ luôn á. Nè mọi người coi này. Đó, thoải mái nhưng mà vẫn về form nha. Đây là mình tận xưởng nha, mình sản xuất luôn. 99k chị ơi, 99k chị, đó có cả người quen người nạ coi này, mình nói là bên này mình nhà xưởng mình sản xuất luôn, nguyên một cái kho hàng bỏ xỉ lớn luôn, cho nên là mọi người yên tâm về chất lượng nha, cứ yên tâm về chất lượng. Ok chị Đặng Đông nha, lấy ba lô gấu xanh thì chị comment ba lô gấu xanh cộng số điện thoại. Qua mẫu nha, qua mẫu nha. Ba lô có ba lô còn nhiều mẫu khác lắm, rất là nhiều mẫu này chưa ấy được, nhưng mà bây giờ nếu mà ba lô nhiều quá sợ mấy người coi túi sách mất công chờ lâu thì bây giờ mình vừa ba lô vừa túi sách luôn này. Đấy này cái này nào. Boy kim tuyến này 99k. Ba lô cũng 99k luôn. Ba lô 99k mà boy kim tuyến này cũng 99k này, tất cả các mẫu đều 99k. Có ba màu nha. Đó, hiện tại bây giờ là những cái mẫu nào mà giá cao hơn là theo như là cái yêu cầu của khách hàng á. Đó thì là mình mới nói mình mới bán những cái kia nha. Đó, tức là những cái kia mình nhà mình cũng rất là nhiều. Kho mình nhiều lắm, nhưng mà bây giờ mình phải bán 99k trước. Có ba lô một khác nhiều. Em nhắn tin số rồi ok. Kim tuyến xám hay xanh hay đen cộng số điện thoại. Coi bên trong ba lô đi em. Kim tuyến đâu, coi bên trong của ba lô nào kìa, nhà nhạc Nguyễn nào kìa. Rồi đây là bây giờ là đây này, đó, boy này, boy kim tuyến này. Đấy, cái này là xưởng mình sản xuất luôn nè. Chỉ có 99k thôi nè. Có ba màu nha mọi người nha. Ai chốt thì comment kim tuyến đen cộng số điện thoại, kim tuyến xám cộng số điện thoại, kim tuyến xanh đeo cộng số điện thoại nha. Ai muốn biết cái Zalo của mình nha thì là chút xíu nó cứ inbox đi. Mình sẽ cho số Zalo, mà nếu mà có bất cứ một cái gì phản ánh về cái hàng hóa hoặc là chất lượng không tốt hay như thế nào nhá thì cứ nói với mình.
hả? Cứ nói với mình thích đổi mình sẽ đổi cho, kể cả bây giờ là thích cái này tí nữa thích cái khác mình vẫn đổi cho. Không, dây dài nha, dây dài nha bạn nha. À, không, dây rất là dài. Đấy, bạn này đứng lên coi cho, đeo cho, đeo thử đi. À, không những dài mà nó còn có một cái sợi dây da ở đây này để cho mình đeo đỡ đau vai nha. Đó. Rồi ba lô học sinh. Ôi ba lô thì nhiều mẫu lắm nhưng mà chắc phải tí nữa mới thấy được rất là nhiều mẫu thực sự luôn. Đó, cho nên là bây giờ mình phải chốt từng người một này. Hả? Miễn ship không chị đẹp à? Thì giá rẻ rồi nha mọi người. Thì cứ chịu khó nhắn tin cho chị đi, xong bắt đầu là chị thấy dễ thương là chị tặng luôn chứ đừng nói là dài nha chị nha, dài. Không những miễn ship mà còn tặng luôn. Mình thích ngắn thì mình ngắn mà mình thích dài thì mình dài nha. Kim tuyến sáng, kim tuyến đen, kim tuyến xanh, mình chốt màu nào thì mình comment sáng xanh, kim tuyến cộng với số. Rồi, ngân su su nha, ok nha. Rồi biết rồi, biết rồi. À, dạ thấy chị Liễu Hà nha. Dạ. Túi da như vậy 99 nha mọi người nha, đồng giá 697999 nha. Ok ngân su su nha. Rồi ok. Ok chị. Mọi người ơi lên 150 đi tặng quà nè mọi người ơi. Nhắn tin nhiều đi cho vui nha. Cảm ơn chị Tina Huỳnh nha. Cảm ơn chị Tina Huỳnh rất là nhiều nha mọi người ơi, qua mẫu nha mọi người nha. Rồi em qua mẫu này, qua mẫu này, lấy bàn lấy lấy ấy thường đi. Nhiều quá rồi bây giờ. Ba lô đi chị, ba lô nè. À rồi bây giờ ba lô gấu này nha. Đấy, ba lô gấu này không những là nó có đây. Không những là có cái cục phụ kiện này này, nó còn in những cái hình con gấu bên trên này này. Đó. Kệ gỡ ra đi không sao đâu. À, cho bán này phải gỡ chứ. À qua màu nữa à? Cái này mình giờ bắt đầu mới bán này. Từ từ nha chị ơi, ba màu nha. Nhiều màu nha. Ủa, 5 6 màu mà. Vô đi chị. 99k nha. 99k đó em ơi, tiếp tục đi. Màu nữa. Lúc nãy em đặt đồ tắm 9 cho em đổi voi 99. Ok. Rồi ok Thủy Nguyễn luôn. Mình sẽ coi lại, về bên mình chốt hàng rồi nhưng mà mình coi lại. Nếu như thích đổi mình sẽ đổi cho, không phải noi gì cả. Chị Phùng Anh nha, 99k nha chị Phùng Anh nha. Kim tuyến 99k nha, cho mấy chị coi lại lần nữa nha. 99k thôi mấy chị. 79k đỏ đổi thành cái voi F1 thì hiện tại bây giờ là hôm nay là mình đang hết nha. Hôm nay mình đang hết voi F1 rồi, cho nên là chờ mà mai hay ngày mốt gì đó. Mai ngày mốt thì mình sẽ có boy Việt Nam, boy nhà mình xưởng mình sản xuất luôn nhưng mà thực sự nó giống Quảng Châu y chang luôn. Boy 99 đâu? Đâu? Bây giờ chị ơi xám xanh và xanh rêu, mọi người nhanh cho qua mẫu nha. Xám xanh xanh rêu. Túi màu hồng không? Không chị, ui, túi màu gì cũng có chị ơi. Ba lô to màu trắng. Hồi nãy chị cầm bao nhiêu? Ba lô to một đây hả? Ba lô to là màu trắng. Ba lô nha. Em nói là bên em này ba lô này, túi xách này, tất cả các kiểu luôn này, ba lô đựng đồ rồi ba lô đựng laptop luôn. Nó rất là nhiều mẫu, cho nên mấy chị chỉ cần nói là em thích coi cái này, em thích coi cái kia, ok luôn em để cho coi. 99k nha chị Phùng Anh Thư nha, 99k nha. Hàng Quảng Châu bên em cũng rất là nhiều đấy, mấy chị coi thì em sẽ lấy cho chị coi. Chị Đàn Đông ơi, mình lấy gấu đen kiểu thì mình comment là ba lô gấu cộng xưng thải nha chị nha, thì em chốt nha. Ai có xưng thải thì em chốt nha. Nếu mà thích cái nào ấy thì em hỏi thì bảo ok giùm em, rồi cộng số điện thoại là được rồi. Đi chị, tới này. Rồi tiếp, ra lấy giờ chưa? Chưa, lúc đầu rồi, bây giờ da ren. Da ren màu đen mới quần quần tới. Đây, da ren nha mấy chị nha, da ren có nhiều màu, 6-7 màu lận nha. Rồi bây giờ em qua nhanh này, rồi mẫu này có ai chốt không này? Thế còn là nếu mà có chốt thì là ba lô gấu kiểu nha. Đó, ba lô gấu kiểu này. Rồi ok chị, coi ba lô ở bên trong luôn nha, ba lô gấu hồng ở bên trong cho coi nhanh rồi. Con mẫu này nhiều mẫu lắm. Bên trong nha chị nha. Rất mấy chị ơi chia sẻ giùm em đi, chia sẻ giùm em để lên nhiều để em tặng quà nào. Bây giờ lại xuống rồi, chia sẻ giùm em đi nhá. Chia sẻ giùm em để bọn em có cái động lực để bọn em bán hàng cho mấy chị giá rất là rẻ này. Tặng luôn cho luôn á. Nếu mà mấy chị cứ lên được 50, lên được 50 người cái nào bắt đầu là bọn em 50 người một nha. 50 người một là bọn em sẽ tặng quà. Tặng mà thích cái nào em lấy cái đấy. Không, ba lô F1 em hôm nay em hết hàng. Em nói là ba lô F1 hết hàng, còn ba lô này là ba lô xưởng nha. À quên, boy, đâu nhỉ? Cái này là boy xưởng nha mấy chị nha. Boy xưởng nha, không phải boy F1 đâu nha. Em bán cái nào này em nói cái đó à, boy F1 em hết hàng. 99k nha Thanh An nha, 99k nha, chờ neo đinh đá đi. Mấy chị biết là F1 khác nha, hàng Quảng Châu khác nha, và hàng xưởng khác nha. Đó. Lộ Hoa ơi, 99k nha, 99k một cái nha. À, ba lô 99k. Ai hỏi cái nào bao nhiêu vậy thì phải nói em ba lô bao nhiêu vậy hay là cái túi sách là cái nào nhá. Đó, mấy chị chia sẻ giùm em đi, chia sẻ lên hội nhóm giùm em đi, rồi công khai giùm em đi.
là nhiều người để em có cái động lực em bán này, em bao bán hàng này. Bao lô gấu 99k nha chị nha. Bao lô gấu 99k nha. Bao lô gấu 99k, bao gồm lô gấu có ba màu nha, đen, trắng và xanh đen. Lấy boy đi, boy boy trơn đi, boy trơn đi, boy trơn chứ đi. Boy trơn, boy x đâu, boy trơn boy x vừa lấy đâu. Vứt đâu hết rồi. Boy này giống như cái boy đá này nhưng mà nó là trơn. Sao lưng có quá, sao lưng có quá. Đó, đó, đó. Rồi bây giờ em tới mẫu boy x này nha. Boy x này mấy chị này. Rồi boy x này nó có nhiều màu lắm nha chị. Mấy chị nó cũng có 99k thôi nha. Mà nó cũng có cả xanh rêu này, rồi đen, rồi này đỏ, nói chung là các màu luôn, rất là nhiều màu. Chị Loan Dương ơi, mai em giao nha, mai em ship hết tất cả cho mọi người luôn nha. Mai em chốt đơn là em ship hết. Có nha. Chị nào mà hỏi mẫu này màu khác không này? Mẫu này màu khác không này? 99k này. Size 22 này mấy chị này. Đó, size 22 này. Đó, 99k. Chị nào thích con này không? Nếu mà không ấy thì em qua mẫu này, nhiều màu nha. Em không có thời gian để đưa màu cho mấy chị nữa bởi vì nó nhiều mẫu lắm. Rồi em chưa có thời gian đưa màu. Bây giờ chị nào ví dụ như bảo là em coi với x màu xanh đi hoặc em coi với x màu đỏ đi nha. Thì em sẽ lấy mấy màu cho chị này. Đây này, hàng xưởng này chị này, mấy chị coi kỹ này. Em sản xuất này rất là đẹp luôn này. Đó. Rất là đẹp luôn chứ không có ấy đâu nha. Rồi. Alo nha chị ơi, chị alo kìa. Rồi xong à, em qua mẫu nha. Uống nước đi chị. Đúng là đang bị hơi bị khô cổ này. Nhưng mà nhiệt tình quá, tại vì mấy chị chia sẻ nhiệt tình giùm em đi, chia sẻ thật nhiều đi để cho em cái động lực nào. Em không cần uống nước luôn nhưng mà chỉ cần mấy chị chia sẻ nhiều giùm em thôi. Cứ lên người coi là em không cần uống nước luôn cũng được ạ. À. Balo nha, bây giờ balo bên em có nhiều màu nha, chị 99k một cái thôi nha mọi người nha. Balo đen đâu em lấy cho chị, cái màu đen đó đây này. Cái màu đen là màu bán đẹp nhất cho mấy chị coi này. Có mấy mẫu balo mang cái này đây này. Balo nhiều lắm mà bây giờ balo trắng bên phải chị áo vàng vừa cầm balo trắng. Balo này á hả? Balo trắng này đây hả? Phải balo gấu trắng này không? À. Chốt kia nhẹ Thủy. Em boy đen nhớ chị à? Thùy Nguyễn à? Boy đen nào ta? Boy đen chốt rồi, boy đen Thùy Nguyễn chốt rồi. À chốt rồi à? Rồi ok, chốt rồi nha. Lấy ba lô hồng có con gấu. Ba lô hồng con gấu là ba lô này hả? Chị Nhạc Nguyễn. Chị Nhạc Nguyễn này, ba lô hồng cái này phải không? Ba lô hồng con gấu này đúng không? Ba lô có nhiều màu nha mấy chị nha. Chị Nhạc Nguyễn này nếu mà ok một cái cho em là chỉ cần ok rồi ghi số điện thoại thôi là em chốt luôn. Đó, ok số điện thoại thôi. Gu xì bao nhiêu một cái? Gucci em bán 99k chị ơi, chị có 99k thôi mà. Boy boy cũng 99k luôn. Cái to hơn. Hôm nay bán đồng là 99k. Mấy chị ơi chia sẻ giùm em đi, chỗ chia sẻ giùm em thiệt đấy, thương em đi chia sẻ giùm em đi, em mới bán cho nên là ít người coi, nhưng mà em rất là nhiệt tình với khách hàng. Mấy chị nhiệt tình với em là chia sẻ giùm cho em đi nhá. Dạ không nha chị Ngoan Nguyễn nha. Sản phẩm của chị. Chị ơi thực sự bên em bán giá rất là rẻ này. Đó, chị cứ coi nhận hàng rồi coi kỹ cái chất lượng bên em. Đó, em bán cho mấy chị là hàng rất là chất lượng. Đó, bán hàng có tâm lắm cho nên chị yên tâm đi. Phục vụ rất là nhiệt tình, kể cả khàn cổ luôn, không uống nước luôn. Cho nên là mấy chị không có phải suy nghĩ gì đâu nha. Chia sẻ bét tường rồi à chị. Rồi, cảm ơn chị trong fan nhé, cùng họ với em luôn đấy. Em là fan, em cũng là fan luôn. Nói quá. Rồi, cho mình nước rồi đó. Balo nha mấy chị nha. Cô gái rồi. Balo nha mấy chị nha, 99k nha. 99k có đủ màu nha, màu xanh rêu, màu tím, màu đen, màu đỏ, màu vàng, màu hồng. 99k nha mấy chị ơi. Bây giờ mình lên tiếp 100 tặng quà luôn nha mấy chị nha. 100 tặng tiếp nè. Mọi người ơi lên 100 để em tặng nha. Rồi sao rồi nhỉ? Bây giờ được rồi, tiếp tục đi. Tập trung vào chuyên môn nha. Em coi nhiều lắm mấy chị ơi. Mấy chị ơi chia sẻ lên giùm em đi. Nhiều hàng hôm nay bán giá rẻ lắm, chất liệu rất là tốt luôn á. Số người coi rồi nè. Cô ơi. Ok Hân nha. Ngày mai sẽ ship lên cho Hân một cái ba lô. Cô Cúc ơi, bé Hân kêu ba lô đẹp quá kìa. Ba lô đẹp không à em ơi? Đúng rồi, đẹp lắm. Lan chốt đó. Ok chị Hoàng Lan. Ba lô gấu hồng. Lớp nguyệt ghi rõ đây này. Thực sự nha mấy chị em khuyên mấy chị này, nếu như ai thực sự thích ba lô thì nên lấy cái ba lô mấy cái này. Bởi vì nó rất là đẹp, chất da nó rất là đẹp luôn. Cảm ơn chị Đạt Đông nha. Đó, cảm ơn chị Đạt Đông. Mới bán nên chị giới thiệu không? Không phải là mới bán nên chuyện dễ thương đâu. Em lúc nào cũng dễ thương như vậy đó.
lúc nào cũng dễ thương, với đây kể cả bình thường ai buồn buồn mà nhắn tin mà gọi là cứ inbox cho em là em chia sẻ hết tâm sự hết luôn đó. Ok chị Ngoan Nguyễn nha, dốc đồ tâm sự luôn chứ phải thôi cả. Mấy chị ơi, mấy chị đây, cho em cái lô này để em qua mẫu nha. Da nè mấy chị ơi, bóp méo, bỏ vô bao cốp xe mở ra vẫn y chang nha mọi người nha, đúng form đúng chuẩn này nha. Thôi buồn ngủ thì cũng mình cũng nên đây mình coi tiếp cho tí cho nó hào hứng nào, chia sẻ thêm vài cái nữa nào. Ngày mai là em xếp nha mọi người nha. Cho xem bắt đầu xinh. Ok rồi, tiếp tiếp bắt đầu khác đi nhanh lên nè. Rồi. Bây giờ bắt đầu gấu ai mà muốn lấy thì cứ nhắn nha. 99k nha Ánh Nguyên. 99k rồi, bây giờ mình tiếp bắt đầu khác đi em ơi. Đó, rất là hai nhiều nha. Cái này chốt nữa để em qua mẫu nha mọi người nha. Đây màu gạch ba lô đây. 99k nha. Ui cái màu xám ở đâu em? Màu xám xám. Ô màu xám đây này, màu xám này cũng rất là đẹp này. Đấy màu xám. Đây ba lô đây. Ba lô đây mọi người. Cho cảm ơn chị đi. 99k nha mấy chị nha. Cho em đổi ba lô màu da bò. Ok luôn. Trời ơi, thích đổi cái nào chị đổi cho luôn, không có phải suy nghĩ gì cả. Cứ đổi thoải mái. Đó, thích cái nào chị đổi cho cái đó. 99k nha chị Duyên Hoa nha. Rất là đẹp. Mai đây nào với em để okay, em chị ok em nha, tí rồi. Nữa là liên lạc liền. Rồi có số điện thoại rồi, chốt luôn rồi. Đây nha mấy chị nha, 99k nha. Gucci à, Gucci đâu rồi, Gucci đâu rồi? À Gucci có hai màu đen đỏ nha mấy chị nha. Chị thấy cái nó đi nó đi. Rồi Gucci, con gấu nào chỗ hàng kìa chị ơi, chỗ hàng như con gấu kìa. Kìa con gấu kìa màu. Đâu 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 đâu. Chị ơi, mẫu nào đẹp vậy? Ba lô gấu đó. Đây này, đây này, cái ba lô gấu này này, cái ba lô gấu này thì thực sự là rất là đẹp nha. Đó. Đẹp, chất da cực đẹp luôn đó. Chất da này mình bao cho mọi người là nếu như nói về ba lô gấu thì chưa ai có cái chất da này hết á. Nhớ nhắn tin em ạ. Ok rằng đông luôn. Chút xíu nữa sẽ nhắn tin liền. Đó chỉ sao em ngủ rồi thôi. Phải con gấu. Chị ơi, chị Châu Phan ơi. Đây đây. Ship tỉnh 30k nha, ship thành phố 20 Nguyễn nha. Nguyễn Mai Quý ơi, nếu mà thích ba lô này thì nhắn tin cho chị okay, nha. Ok Tú Nguyễn nha. Ủa đâu cho em xem màu da bò. Màu hồng nha Tú Nguyễn nha, không đây, phải màu tím nha. Bao lô gấu không, hồng. Màu chị ruốc, chốt màu cho chị kìa. Chốt cho chị. Ơi. À, Ngân Su Su ơi, thì cứ làm khách quen của chị đi nhá. Bởi vì chị hồi nào giờ chỉ có người khen dễ thương thôi, chứ chưa ai chê bao giờ. Màu rút nha, màu rút nha Tú Nguyễn nha. Chị Tú Nguyễn nha. Tú Nguyễn ok chốt cho mình phát nha. Nếu mà đúng cái này là ok cho mình cái nha. Em cho chị. Xem màu da bò. Da bò nha. Ok. Da bò nha chị nha, đây nha. Lấy mà màu hồng con gấu. Ok chị con gấu. Chị con gấu ơi, chị cho em xin số điện thoại nha, chốt màu hồng gấu cộng số điện thoại nha con gấu. Chị con gấu cho em xin số điện thoại. Chị gấu ơi, nếu mà chị lấy chị em gấu mà lấy vào đâu. Chị Ngoan Nguyễn ơi, lấy mẫu gì? Chị Ngoan Nguyễn ơi, tư vấn cho em lấy cái nào. Chị Mai Thúy ơi, mẫu gì? Chị dạ 99k nha, chị lấy mẫu đen đó. Cho chị coi lại đi. Mấy chị ơi, nhiều khi cười nhiều quá có thành vô duyên quá không nhỉ? Chị Ngoan Nguyễn nha. Chị Ngoan Nguyễn nha, ba lô gấu đen nha chị nha, chị nhìn kỹ giùm em nha. Yên tâm về chất nha, chị có bóp như thế nào cũng mở ra vẫn đúng form nha. Em thấy là cái đó không cũng. Bao nhiêu tiền cái đó? Dạ chỉ có 99 ngàn thôi chị ơi. Lấy ba lô. Ok màu... chị Trang Nguyễn nha. Ở rồi, chốt rồi. Cho chị Trang Nguyễn màu da bò nha, quỳ cái đi. Màu rồi, da bò okay, nha. Ok chị cho em điện thoại luôn. Ai chưa có điện thoại cho em điện thoại nha. Ba lô. Mẫu khác đi chị. Ok nha, tí mình chép tí nữa mình coi nha. Mình coi nha, xíu mình coi. Chúc mình ok chị con rồi, gấu rồi. Nha ok chị Tú Nguyễn nha. Không, chị Tú chị Nguyễn con, chị con gấu mà lấy rồi ok Quỳnh Anh Mai kìa em ơi. Quỳnh Anh Mai gấu hồng kìa. Rồi ok chị Quỳnh Anh Mai nha, yên tâm không bao giờ thiếu nha mọi người nha. Đừng quên chia sẻ giùm em, chia sẻ nhiều giùm em cái nha. Chị ơi nhớ theo dõi Pay để mà có nhiều mẫu mới nha mấy chị nha. Nhớ chia sẻ theo dõi Pay để có nhiều mẫu mới nha mấy chị nha. Không phải là cơ hội lúc nào mà cũng được chủ cơ sở mà bán hàng như vậy đâu nha. Ok dạ chị Hoàng Lan nha. Ok chị Hoàng Lan nha. Ok chị Hoàng Lan màu ruốc nha. Chốt cho chị Hoàng Lan nha, mọi người yên tâm nha, không có thiếu đâu, vì là hàng là xưởng nên là không bao giờ thiếu, mọi người mua 100, 1000 cái cũng có luôn nha. Chút xíu nữa em sẽ quay cho mọi người coi là cái hàng này của em chất hàng như thế nào nha. Em chất cao, em chất mấy đống luôn, cao ngập mắt luôn. Rồi ok chị qua mẫu. Rồi. Rồi qua ok mẫu chị nha. Nha, bây giờ hồi nãy ai hỏi Gucci nha. Ai hỏi Gucci em có hai màu đỏ và đen. Nguyễn Mai Thúy ơi, em nếu mà em lấy cái màu đen này rất là đẹp này. Đấy, thực sự là cái màu đen rất là nhiều người mua mà đẹp lắm. Đen với này mấy màu, nói chung là màu nào cũng đẹp hết đấy. Nhưng mà rồi. Thường thường là những cái màu đen thì nó dễ mặc đồ. Đó.
Mua mỗi cái một màu đi chị ơi, mỗi ngày em xài một cái nha. Cho chị thêm cái chị Thảo Lê ơi, cho em xin số điện thoại nha, chị lấy màu rút chị cho em xin số điện thoại nha. Tú này cho chị thêm cái tím hả? Rồi tại vì mấy cái chị đó. Cái hồng rút không? Hồng rút mọi người ơi, mọi người thấy 99k à, chỉ có 99k thôi. Hồng gấu cộng số điện thoại nha, người ghi cho đúng nha. Cái chất da thì nó đẹp lắm mấy chị ạ. Đấy, tận xưởng sản xuất luôn cho nên khi mà đặt cái giá này là rất là đẹp rồi. 99k nha chị Mai Dương nha. Xem trong ok, xem trong luôn nè. Nha. Cho xem bên trong này, đây này, đây là một ngăn nè, nè đó, một ngăn nè nha. Rồi bên trong còn một, nè, một ngăn to nè. Rồi bên trong còn một ngăn nhỏ nữa nè. Ok luôn. Tổng cái túi này nó có 3 ngăn nè, và 2 ngăn để đựng nước nè. Đó, ngăn để đựng nước bên hông nè. Đó, bạn nào mà uống nước thì cứ đựng nước vào đây. Đó, thoải mái luôn. Đây nha, đây, rất là đẹp nha mấy chị. Có 3 nô đinh, ôi 3 nô đinh có luôn, 3 nô đinh có 2 chai luôn, 3 nô đinh đâu nhỉ? Đâu rồi, băng nô đinh nha mọi người. Quyên Phạm, gấu hồng. Rồi, chốt cho. Bây giờ còn bạn nào chưa có số điện thoại không để mình xin luôn này. Bây giờ là ai chốt hàng mà chưa có số điện thoại nha, thì là cho em một cái số điện thoại này. Lấy ba lô hồng có con gấu. Rồi, ok chị luôn. Ok rồi. Chị Nguyễn nha, ok chị Nguyễn nha. Em ship toàn quốc nha. Mấy chị chia sẻ giùm em nha. Chia sẻ giùm em đây này. Cái ba lô đinh cho mấy chị này. Đây hàng rất là đẹp mấy chị ơi. Nè, em bóc bịch ra luôn này, bóc bịch ra luôn, mặc dù là hàng ăn chất rất là nhiều nha. Nó bị nhiều cái đè vào nhưng mà form của nó vẫn nguyên si luôn. Đó, chỉ có 99k thôi, form nguyên si luôn. Màu rơi đó. Cũng đẹp nha chị Thúy nha. Em chốt cho chị Hoa Rơi Cửa Phật nha, màu màu da bò nha. Buồn ngủ quá. Thôi từ từ coi tí nữa đi, thương chị coi chị. Ok chị Trang nha. Ship tỉnh 30k nha mấy chị nha. Cho chị hai cái màu rút. Ok chị Tú Nguyễn nha. Bây giờ rồi đen. Bây giờ mấy chị thích ba lô hay là thích cái gì này? Qua mẫu nhưng mà mấy chị thích cái gì nha, mình biết đừng qua mẫu này. Thích túi hay là thích ba lô này? Nếu mà thích ba lô thì em qua mẫu ba lô, mà thích túi thì em qua mẫu túi. Đó. Ba lô trước đi. Cái chị chốt hàng kia chị chốt không kịp nữa. Chán chị quá. Đây nha mấy chị nha. Chị chốt hàng. Bây giờ ai nè, bây giờ ai lên nè, lên ba lô nè. Bây giờ ai chốt xem gấu cọc số điện thoại, bò rút cộng số điện thoại, xanh rêu cộng số điện thoại giùm em nha mấy chị, ghi rõ ràng. Tất cả ngày hôm nay em bán nha, hôm nay em bán tất cả là chỉ có 99k thôi, mà có những cái mẫu rẻ hơn đó. Nói chung hàng Quảng Châu em cũng rất là nhiều, nhưng mà do là chị nào yêu cầu thì em mới bỏ ra thôi nha. Còn hôm nay em tạm thời em chỉ bán những hàng 99k này. Hỏi Hoàng không trả lời. Ôi chị Ngoan Nguyễn ơi, chị hỏi gì em nhỉ? Em buồn ngủ quá. Thôi tội nghiệp không đó, thương ghê không đuối chưa. Hai chị ui kiếp. Phải nói là nếu mà mấy chị mà chia sẻ mà nhiều người coi thì không đuối tí nào luôn. Mấy đó. Chị ơi, gu xì lúc nha. Lúc nào cũng vui vẻ bán hàng luôn. Chị nào đang hỏi gu xì nha, 99k nha. Cứ gọi là chia sẻ cho em 5-7 cái gì đây công khai rồi là hội nhóm các thứ nữa là em vui lắm. Chị Đỗ Huy ơi, lấy bao lô đinh cho em xin số điện thoại nha, bao lô đinh tổng số điện thoại nha, gấu rút ok Thảo Lê nha. Ok Thảo Lê nha mọi người ơi. Chị Mai Hạnh gì nè, có ai có lấy gu xì không thì cho em xin số điện thoại nha. Valentino hả? Valentino có luôn, có cả Việt Nam, có cả Quảng Châu luôn. Đây. Đây cho cái chị ấy coi một cái này, nếu mà được thì chốt luôn này để em qua mẫu này. Việt Nam cái tay chị. Đây này. À túi size 25kg có luôn nha. Có luôn em nói chung là túi chống to mà đi du lịch ấy, có hết luôn. Em lấy cho chị một vài cái nhá hàng cho mấy chị thôi. Nhiều lắm, cái gì cũng có hết nhưng mà do em không có thời gian. Mấy cái đấy phải ngày mai em mới lên được. Cho em xem ba lô học sinh để em mua cho con à. Ôi giời, ba lô học sinh chị muốn to hay nhỏ à? Đấy. Ba lô học sinh đủ. Mấy cái ba lô. Đây là mấy cái túi du lịch to em cũng có luôn nha. Nhiều kiểu lắm, du lịch to có luôn. Mấy chị nào thích cứ inbox cho em. Đó, em có hết. Em sẽ, đây này, ba lô học sinh này. Ba lô học sinh này, đó, rất là nhiều mẫu này. Ba lô học sinh là cái này là đang rất là hot này. Nói chung là nó có nhiều màu, nhiều hình lắm. Hình cái chữ này nữa. Em không cái này, từ từ em cho chị coi mấy cái này đi. Lấy cho chị mấy cái này nó rất là nhiều. Đây, em tiếp cái gì đây. Cái chữ kia. Đó, nhảy vào đó đi. Đó, nhảy vào. Rồi. Đó. Tại vì mình lấy màu đỏ. Rồi, ok. Cái chị nào mà có. Chị con gấu rồi. Không phải 25kg túi sách công sở. À thế túi sách công sở 25 rồi, ok. À đây. 25 hả? Đây cái túi sách công sở này gì? Rồi, đây. Nè. Đó, nè chị này.
Đó, to này, nhiều kiểu, size 5 nhiều kiểu lắm. Mà giờ lấy rồi này, em qua công sở tôi lấy rồi. Chị nào coi ba lô cho con nè. Có coi ba lô cho con không đây mấy này? Mấy chị nha, công sở size 25 hàng Quảng Châu cao cấp nha mấy chị nha. Ngân Su Su à? Ngân Su Su thì Ngân Su Su hồi lấy chưa là lấy thêm hay là sao? Lấy thêm ba lô đinh à? Hay là hồi nãy lấy rồi? Ngân Su Su à? Lấy nữa hay là sao em ơi? Ngân Su Su hồi nãy chốt. Ba lô bao nhiêu? 99k nha chị nha, 99k nha. Đây này, 99k này, đây này, rất là to, cái này thì bao to luôn. A4 các thứ là gọi là thoải mái luôn này. Đó. Cái này hình này thì mua cho con thoải mái nha, bởi vì nó rất là cute okay, này. Ok Thảo Vy nha. Ok thấy Thảo Vy nha. Mình chốt cho bạn cái ba lô đen rồi. Gấu nha. Cho mình coi mẫu đó. Mẫu đó. Nay lấy bạn cầm à? À mẫu này đúng không chị ơi? Hàng Quảng Châu cao cấp. Bây giờ mà chị coi hàng công sở Quảng Châu hay là hàng xưởng này? Con gấu lấy mình mẫu đó 25 hả? Tối bạn cầm là mẫu nào vậy chị? À mẫu này giá là 250 lượng nha chị nha, hàng Quảng Châu cao cấp nha, 250k nha. Đây Quảng Châu đây. Đây sai rồi chị này. Đó, đây này. Đó, size 5 này. Đó. Chị Hoàng khuyên nha, đây này. Hàng rất là đẹp. Đây chị này. Đó, Quảng Châu nha. Quảng Châu này, cái Quảng Châu thì cái này là nó chỉ có 200 thôi. Còn cái vừa lấy là 250. Đây này, cái này cũng 250 này chị này. Chị nhìn cái quai của nó này, bên trong của nó có dây dài luôn. Đây này. Đây là Quảng Châu, tại vì em không có thời gian để em bán nhiều. Nói chung là chị thích thì inbox cho em gửi mẫu cho chị nha. Lấy ba lô chữ à? À rồi ok chị Văn Hoa. Lấy. Chị ơi, chị Văn Hoa Trần ơi, chị lấy thì chị ghi là ba lô chữ cộng số điện thoại giùm em nha, mới chốt nha. À, bạn Nana Quách này lấy em lấy một cái ba lô 99k, nhưng mà ba lô nào? Ba lô gì chị ơi? Ba lô nào nhỉ? Nha. Không mẫu đó trước bạn cầm là mẫu nào ta? À cái mẫu này có gu xì Quảng Châu. Em lấy thêm một cái. Oh, ok Ngân Su Su nha, Ngân Su Su lấy thêm một cái. Rồi ba lô 99k của cái gì đó chữ. Rồi chữ là Lala Quách à? Dạ. Lala Quách, bạn Lala Quách đâu nhỉ? Bạn Lala Quách em lấy, bạn lấy cái nào nhỉ? Bạn Lala Quách ơi, lấy cái nào nhỉ? Lấy cái nào để mình ấy là mọi người chia sẻ giùm em đi nha. Để em cho một khác này. Lala Quách ơi, lấy cái nào nhỉ? Em lấy thêm ba lô đinh, ba lô đinh. Ok, ba lô con nhiều mẫu lắm. Vậy ma chọn kiểu buồn ngủ quá. Ừ thế này bà. Ok Ngân Su Su rồi. Ok Ngân Su Su nha. Rồi. Ông cho xin điện thoại với lại ba lô nào chính là chị. Lala Quách cho xem cho chị biết là cái ba lô nào đi. Mọi người cho ơi, mình biết ba lô nào đi. Mọi người ơi. Ngân Su Su lấy hai cái. Ôi giời. Không như Ngân Su Su. Rẻ lắm rồi nhá. Chất lượng đẹp lắm. Đó. Không nha chị Ngân Su Su nha, tại vì không có ở đâu có giá không đó đâu, không chị không nha. Có miễn ship đâu, nhưng mà nếu mà em có nhu cầu mà để tâm sự thì cứ inbox cho chị nhá. Chị tâm sự nói chung là niềm vui nỗi buồn gì cũng được hết á. Mai Mai Hạnh thấy chị nha. Nãy chị hỏi em có mẫu 25 ta 25 hàng Quảng Châu nè chị ơi, hàng rất đẹp nha. Thôi bây giờ mình qua mẫu khác nha. Mai Mai Hạnh có thích không nha? Liệu Hà thích mẫu nào nè, tại vì nhiều cô ấy mình cũng không biết nào. Thôi thông cảm cho mình đi, mình sẽ trả lời cho từng người một. Chị My Nguyễn ơi, thích cái gì vậy? Ví công sở là cái gì? Cho em xem túi sách công sở hàng cao cấp đi nhé. Bây giờ like rồi. Một lần thôi nha mọi người nha. Một lần nữa nha. Bây giờ là mã số 5. Đây mẫu này là mã số 5. Rồi nó có nhiều màu này. Cái này nhiều màu nha. Ghi là nếu mà lấy thì là 5 này. 5 xám, 5 đen này. 5 xám, 5 đen, 5 còn nhiều màu lắm rồi em. 5 bò. 5 xám, 5 đen, 5 bò. Còn những màu gì vào đọc với chị đi. 5 xám, 5 đen, 5 bò, 5 nói chung là nhiều màu, giờ biết màu gì sao? Ba lô học sinh Quảng Châu giống nhiều. Valentino Quảng Châu giá 200k nha, đây này mình cho bạn coi luôn này, đó hàng này thì hàng rất là đẹp này, nè, đó mình cho coi này, đó hàng đẹp lắm. Có xanh coban không bạn ạ? Lương hồng có mẫu gì có xanh coban không nhỉ? Lương hồng cho em xem túi sách công sở cả hàng cao cấp. Rồi lương hồng chờ xíu nha, đang lấy, tại vì nó nằm ở trong các phòng cơ. Chị, phòng đều có nhiều hàng lắm. Chị con gấu lấy cái mẫu nào rồi chị không hiểu. Con gấu ơi đừng có buồn nha. Con gấu lấy cái nào nhỉ? Con gấu đừng buồn, nhìn mặt nhìn buồn rồi mình cũng muốn buồn ngủ lên này. Nè con chị gấu ơi, nha. Chị ơi, hàng cao cấp nha. 250k. Đúng rồi, màu đỏ. À đúng đó, rồi, màu đỏ rồi. Đây nha mấy chị nha, đây hàng cao cấp nha, màu đỏ. Hỏi mọi người lấy thì chốt giùm em là
con gấu ơi, có phải cái này không? Nếu mà phải cái này thì ok nha. Ok rồi mình ok là được rồi. 250 nha, cái này hàng Quảng Châu nha chứ không phải Việt Nam đâu. Tại vì mình đang không bán hàng Quảng Châu, nhưng mà do hôm nay không có thời gian để bán hàng Quảng Châu, nhưng mà một số khách yêu cầu thì ok mình bán luôn. Tại vì rất là chiều lòng khách. Đó, vui lòng khách rồi, đến. Rồi, màu đó. Rồi. Đỏ đúng chị chốt giùm em số 5. Màu đỏ cộng số điện thoại nha, 5 đỏ cộng số điện thoại. Ôi mấy chị ơi, nếu mà mấy chị nào mà mua được cái này thì em thực sự với mấy chị là rất là đẹp luôn này. Em bao cho mấy chị luôn này. Nếu mà không đẹp á thì lần sau chị nên like em, nên like chị cứ nhắn tin nói em một tiếng. Ông hàng gấu, của em á. Cái bộ lên tin đâu không phải đâu. À đó, không. Ok chị. Valentino. À đây đây rồi chị, ok ok Valentino đó. 200 nha chị nha, hàng này hàng Quảng Châu nha, 200k nha. Cái này 200k nha mấy chị, không phải là hàng Việt Nam. Hàng Việt Nam thì chỉ có 99k thôi đây. Hàng Việt Nam nha chị nha, 99k, còn hàng Quảng Châu rồi, là Rồi. Cái màu đỏ này chị con gấu nãy giờ chị coi nhiều rồi, chị biết rồi. Đấy, chị nói thế rồi. Chị Mai hả? À dạ không. Chị con gấu ok rồi em nha. Số 5 có màu xanh có ba không? Cái này có màu xanh có ba không? Không. Bây giờ này, đỏ này, xám này, đen này. Còn gì nữa? Sao này thế? Không có, chỉ có màu. Thế hay là bây giờ mấy màu này được không? Mấy màu này được không? Ở lương hồng. Lương hồng. Đây, bây giờ mình qua mẫu này nha, mình tiếp đến mẫu này này. Đó đây này. Đó. Mình không có nhiều thời gian để like cái hàng Quảng Châu đâu nha, bởi vì hôm nay không phải là ngày like Quảng Châu cho nên là mình phục vụ nhu cầu của khách hàng thôi. Đây này. Mọi người theo dõi file em nha mọi người. Bấm theo dõi giùm em nha. Đó nè. Nè. Đó, hai cái dây kéo ở bên sườn này rất là đẹp luôn đây này. Chị, đó chị nè. Chị Hà ơi, bao lô xin nhờ bao lô này hả chị đó. Ơi? Chị nói bao lô hình giùm em nha, bao lô hình nha. À chốt cho chị bao lô xin chị Nèo Hà. Chị ghi là bao lô hình cộng số điện thoại giùm em nha chị. 6 reo. 6 reo là đây đây đây. Mã 6. Đây. 250k nha chị ơi. Chị Lương Hồng có lấy 6 thì cộng tinh hạ giùm em nha. Nè, hàng rất là đẹp nha. Hàng đẹp tuyệt vời luôn, chị coi này. Đó. Mấy chị nhận hàng đi, mấy chị nhận hàng đi, mấy chị chắc chắn là chỉ có khen đẹp thôi, bởi vì là đây này cái hàng này em coi cho chị coi này. Đó, nó đẹp tuyệt vời vậy nè. Nè. Thấy không? 6 reo. Đó, không phải nha mọi người ơi. Chị ơi, bao gồm còn mẫu khác cũng nhiều lắm chị ơi, bây giờ là sao đây giờ? À đây này. Mẫu này mẫu 200k nha mọi người. Cái này thì chỉ có 200 thôi này. Bao gồm sân cho chị. Đó. Đó, rồi được rồi, qua mẫu đi, qua một số mẫu đi nha. Tại vì bây giờ em sơ qua một số mẫu khác đi. Xong rồi nào chị? Đây. Xong rồi ngày mai đi, ngày mai vào lúc mấy giờ nhỉ? Ok chị Lương Hồng nha. Ngày mai mình sẽ nay mấy giờ ta? Phải chào không có sáng nha chị. Hả? Sáng á. Sáng sớm nay, sáng mai chủ nhật ạ. Sáng chốt hàng quên, sáng chốt. Mai thứ 7 mà. Chiều nha chị, chiều đó. Chiều đi giống hôm nay. Bây giờ nhiều mẫu quá mấy chị ơi, em không biết like cái gì luôn này. Ok chị Lương Hồng nha. Rồi chị Lương Hồng rồi, em đang hỏi ba lô học sinh. Chị Lê ơi. Không, chị này chị lấy ra mới hỏi thôi. Mấy cái này dễ thương nè chị ơi, đủ màu nha. Rồi mấy em đưa chị cái màu đỏ kia đi. Đây này mấy chị có ai thích cái bô lô này không này? Bô lô đỏ này, to này. Đây này, em lấy cho chị màu bò cái đứa trong kia đi. Màu bò mấy chị em ngủ trên kê hết trên. Ủa em lấy ra rồi đó. Lấy rồi à? Đây này, không hả hỏi. Đây này, em qua mẫu này. À, em đang hỏi bao lâu sinh đây này chị ơi, chị Liệu Hà này, đây này. Chị nhìn này, em không có thời gian nhiều cho nên em sẽ qua mẫu nhanh nhá. Mấy chị chịu khó qua coi nhanh giùm em. Cái nào chốt phát chốt luôn. Rồi. Rồi, ba lô gấu Lộc xanh. Lộc Nguyễn chốt rồi nha. Rồi Lộc Nguyễn rồi. Rồi bây giờ Nương Hồng này, có Hermes hack em không có hack em. Cho em xem nữa. Chị ơi, mấy cái đó thì em mới hết hàng, mấy này hàng Quảng Châu hôm nay em không có ai thì chắc để mai đi. Bây giờ em cho coi khách hàng coi những cái mẫu ba lô 99k trước nhá. Tất cả là chỉ có 99k nhá. Ở đâu rồi? Cúc ơi, đưa đâu rồi? Đây này, 99k thôi chị ạ. Chỉ có 99k thôi này. Mấy cái này chị mua cho tức là đi học được, đi chơi được này. Đây này. Rồi nào, đây này. Đó, tại vì nó nhiều mẫu quá đây này. Đó, cái này là chờ đeo tua này. Chờ đeo tua chất da thì tuyệt vời luôn này chị này. Đó. Thấy không? Chờ đeo tua. Chờ đeo tua này. Chờ đeo tua đỏ cộng số điện thoại, chờ đeo bò cộng số điện thoại nha. Đấy, nè, đấy chờ đeo tua, chờ đeo bò này. Rất là nhiều mẫu. Chờ đeo tua, chờ đeo bò nha mọi người nha, 99k thôi nha. Rất là đẹp nha, mình có thể đeo như thế này mà mình cũng có thể đeo thành bao lô luôn nha. Ok, chị em mua túi xách đi làm. Thôi. Hàng tốt ok. Hàng tốt ok được chị Lương Hồng bảo đảm với chị cái nhận hàng là chị ưng ý liền nha. Không ưng chị Lương Hồng thì đang coi hàng, đang coi một cái. Đâu phải không? Đó, chị Lương Hồng mua rồi đúng không? Ok em thì thấy không? Chị mua hàng tốt
Rồi mà không mà mấy chị cứ nhận hàng đi, rồi mấy chị có gì cứ inbox bên em, không phải lo đâu, em bán hàng chất lượng mà. Ở đâu nhỉ? Em mới bán đây, em mới bán mới bán cho nên là mấy chị chia sẻ giùm em đi nha. Xuống làm nhân viên được không? Ok chị Liệu Hà nha. Cái này là chị lấy màu chờ neo tua thì chị ghi là chờ neo tua bò cộng số điện thoại nha. Chị ơi, chất liệu mà ba lô ấy, ba lô chị yên tâm đi, nếu mà chị mua ấy, cái chất liệu ba lô ấy, nếu mà chị mua chị cảm thấy không ưng á, chị có thể nói em sẽ đổi cho chị khác luôn. Em thiệt đó, bởi vì là rất là nhiều người đây này, em coi em cho chị coi chất da này. Đó, chất da này. Nó đẹp lắm. Chị, chưa ai mà có cái chất da như vậy. Chị nào chốt nè, chờ nếu mua cái điện thoại màu bò nha, Liệu Hà kìa, chị Liệu Hà cho số điện thoại nha, chờ cho cái màu vàng bò. Màu bò cộng số điện thoại nha. Chị Trường Dung lấy cái đi là cái nào? Cái này thì A4 là đựng thoải mái nha mấy chị nhá. Đó, rất là đẹp, đựng thoải mái A4 luôn. Đó, đẹp lắm nè, mà không phải noi gì cả. Riêng hàng này thì mấy chị này bỏ cóp thoải mái luôn đấy, bỏ ra form vẫn nguyên form luôn, chứ không bao giờ mà nó có chuyện mà móp méo cho mấy chị đâu này. Em không dồn một cái gì nha. Đây này mấy chị coi này, thường thường là người ta toàn phải độn đồ bên trong nha, còn em không độn một cái gì này, nguyên form ba lô luôn này. Em giơ cho mấy chị coi này, đó, đúng nguyên form ba lô luôn đây. Đấy, mọi người là của người ta là còn phải dồn cái này vào trong, dồn cái kia vào trong thì nó mới đúng form nha. Còn của em đây, bên trong em vừa mở cho mấy chị coi đấy, không có một cái gì hết, nhưng mà nguyên form ba lô này. Đó, chị không đừng cái gì, là cái dáng ba lô nó đã đẹp rồi. Đây nha chị, ai chờ neo tua có màu đỏ và màu tua vàng chốt thì em nha. Màu vàng kìa. Chốt giùm em nha chị nha. Chị chờ neo tua đỏ, chờ neo tua bò nha. Tất cả là hàng em vừa mới bóc bịch ra em cho mấy chị coi đấy. Em không hề dồn độn hay không hề cái gì cả. Đó, đó, tất cả là làm theo mình, em bóc ra cho mấy chị coi hết này, nguyên form luôn. Mình đẹp tuyệt vời luôn nha. Mình chấm bài tiếp nè để tụi em lên mẫu nha mọi người ơi. Rồi bây giờ tiếp đi, tiếp mẫu đi. Mọi người thích mẫu Trần gì Dung, mọi người Trần Dung cái đỏ đô giùm em cái. Chị Trần Dung nha, chị chờ neo tua đỏ là ghi là chờ neo tua đỏ cộng số điện thoại nha chị Trần Dung nha. Chờ neo tua đỏ cộng số điện thoại này, lúc mà mình ghi thì mình ghi luôn cái tên luôn nha, tên cái dạ, tên của ba lô luôn. Rồi ok quần áo đi. Ok đấy hay nha mấy chị nha. Cái này này, cái này là nó đựng được cả laptop luôn này. Nếu mà mấy chị, đây là hàng em nói là hàng Quảng Châu nha. Hàng Quảng Châu này, nó rất là đẹp mà rất là to, nó có màu đen với màu đỏ luôn. Mấy này màu nâu nữa. Nhưng mà nếu mà không hết rồi. Nhưng mà mấy chị mà thích cái hàng gọi là chất lượng kém hơn nha, thì em sẽ lấy cho cái hàng này 200k. Nhưng mà mấy chị coi này. Đó, nè. Đấy, đựng nắp được. Đây em mở cho mấy chị coi này. Còn nếu mà mấy chị muốn cái ba lô mà thường hơn đây em lấy cho luôn hàng xưởng. Đó, hàng xưởng em lấy cho luôn, còn đây là hàng Quảng Châu nha. Đây này, trong này có ngăn laptop này. Đó, còn các ngăn khác này rất là nhiều ngăn chị ơi, cái này nhiều ngăn lắm. Thì có chị nếu mà có thích không? Trường Dung ơi, cái đó không có màu đen nha Trường Dung nha, có màu da bò với màu đỏ được. Qua mẫu nhanh đi chị ơi, rồi ok, qua mẫu luôn. Rồi. À cái này giá 200, còn nếu mà muốn rẻ hơn để em lấy cho. Chị nói em là cho em coi mẫu rẻ hơn đi thì em sẽ lấy mẫu rẻ hơn cho nhá. Cái này hàng Quảng Châu nên là đó. Còn cái này thì ui dồi, cái này thì đẹp lắm đấy chị ạ. Mọi người ai chốt chờ neo tua rua nữa thì mọi người chốt giùm em nha. Chờ neo tua rua đỏ cộng số điện thoại. Ai cần ba lô du lịch hay như nào cứ bên em. Đây là tận xưởng luôn, tận kho tận xưởng luôn. Cho nên bất cứ một cái mẫu nào chỉ cần nói em thôi. Ngày cái mẫu nào mà hôm nay không có thì ngày mai cũng sẽ có à. Cho nên mấy chị cứ yên tâm nha. Đây này, hàng này đẹp tuyệt vời. Bây giờ em qua mẫu này. Rồi chị nào bây giờ nhắn gì cứ nhắn lên cho em. Dạ mấy chị thích mẫu gì nha. Có hai màu đen đỏ nha, gu xì nha, 99k nha. Có hai màu đen đỏ. Đấy, mẫu rẻ là bao nhiêu chị? Mẫu rẻ là 150 nha. 150 thôi, có lấy đây cho chị coi luôn ở phòng cuối cùng á. Đấy, mấy đây mang cả một cái màu đen lên đây. Cho chị nào coi so sánh. Đó, so sánh hàng 150 và hàng 200. Tất nhiên là 200 nó phải rẻ hơn rồi. Rồi, bây giờ tới mẫu khác à. Mẫu khác là mẫu nào bây giờ ta? Nhiều mẫu quá rồi, ba lô này hồi lấy like chưa? Hả? Chưa à? Đây này. Đấy, ba lô đây này. Có, bên em nhận may gia công luôn mà. Nhận may gia công luôn. Đó, nhưng mà nhận may gia công với số lượng lớn nha, bởi vì bên em chỉ làm số lượng lớn thôi. Nhận công nhân không? Mấy là chỉ là công nhân may với chị á. À, nhận công nhân không à? Có nhận công nhân luôn chị ơi, có nhận công nhân. Có nhận công nhân nha. Lúc nào cũng tuyển công nhân, lúc nào cũng tuyển hết á. Mấy chị có thể đến trực tiếp tận xưởng em nha. Mà cứ đến cổng khu du lịch văn hóa Suối Tiên
là điện thoại cho em sẽ ra em đón nha. Đó là 150 nha chị. Mẫu 150k nha. Đó. Đó không chị. À mẫu 150k đây này chị này. Nó cũng đẹp lắm, nó cũng là hàng hàng Quảng Châu đây này. Hai màu nha. Mấy chị này. Nhiều mẫu lắm nha chị ơi, đây này. Nó cũng đẹp lắm, chị có thích thì em lấy cho này. Thôi cái này rất là ngoài ngoài ngoài. Đây. 150k nha mấy chị nha, có hai màu. Ai chốt giùm đi. Đâu, có cả màu đen luôn. Ba màu luôn. Này cái chị ạ, à, chị ơi à, ở đâu chị ạ, mình ở quận 9 nha, quận 9 thành phố Hồ Chí Minh á. Quận 9 thành phố Hồ Chí Minh, mà nếu mà ai mà ở trong thành phố thì cứ đến cổng khu du lịch văn hóa Suối Tiên. Đấy, điện thoại là mình ra mình đón đấy. Hoặc là hôm nào mà có đi chơi hay đi du lịch Suối Tiên thì ghé vào nhà mình chơi cũng được, ok không sao. Đấy, mời ăn cơm luôn. Rồi, bây giờ nha, đây nè. Cái này nha, cái này là hàng 150 nè. À, hồi nãy có chị nào coi đấy, nếu mà có ấy thì em qua một khác đi. Đây là ba lô đựng đồ nha, ba lô rất là lớn, có to lắm. Có ba màu nha mấy chị nha, đỏ, đen, đỏ, xanh. Đen, xanh. Đỏ, đỏ, rồi, đen, xong. Xanh, có ba màu 150 nha, 150k nha. Phục vụ nhu cầu của các chị thì rất là nhiệt tình nha. Cứ chia sẻ giúp em theo dõi bài, ngày nào em cũng sẽ like hàng cho mấy chị nha. Em cứ đến buổi chiều này em sẽ like hàng đến tối cho mấy chị luôn. Đó, để em... rồi. Rồi bây giờ tiếp mẫu khác à. Ba lô hay là gì nào, mấy chị thích cái gì nào cứ nhắn lên đây cho em. Thích gì cứ nhắn lên. Đó, viết lên. Rồi mọi người cứ comment đi mọi người ơi, comment để em lên mẫu nha. Tại vì em không biết là mấy chị thích cái nào cho nên này em không biết là em không biết là nên cái nào. Còn nếu mà mấy chị đây này, cái này là gọi là ba lô cóc này. Ba lô cóc này thì nó có rất là nhiều mẫu này chị này. Đó. Ba lô lớn này là giá 150k. Còn ba lô được lát này. Đó, thì là 200 này. 200 hàng nó khác nhau. Đó. Nhiều khi đọc nhanh quá đọc. Đọc lâu lắm xong rồi. À rồi. Ba lô này mọi người yên tâm về chất lượng nha. Hàng này hàng xịn nha mọi người nha. Hàng xịn nha, chỉ có 200k thôi nha. Rồi có ai thích ba lô cóc không? Để em like cho mấy mẫu ba lô cóc này. Ba lô đi chơi ấy, ba lô du lịch ấy. Ba lô nhỏ nhỏ á. Đó. Này em sẽ like cho mấy mẫu luôn. Rất là nhiều mẫu, đang rất là nhiều mẫu này. Thôi em tiện em sẽ đưa cho chị mấy mẫu nhà ba lô nhỏ đây xem có chị nào thích không. Cái này là một mẫu rồi, một khác đi. Mẫu này rất là nhiều màu nha. Đấy, mẫu nó cứu rồi này, nhiều màu lắm. Đấy. Rồi bây giờ đến mẫu này nè. Nhiều mẫu quá mấy chị ơi, thích cái nào nhỉ? Ba lô đi chị, ba lô. Ba lô lớn bao nhiêu đấy, ba lô lớn trả lời rồi ha. Là ba lô, nhưng mà ba lô nào này? Ba lô lớn hay ba lô cóc này? Đây là ba lô cóc này, ba lô cóc nhỏ nha. Đây đây này. Đấy, nó chỉ có size 20 thôi. Nè, size 20 này. Đó, size 20 này. Nó nhỏ vậy thôi, nhưng mà đeo nó rất là dễ thương này. Túi đeo bên sườn chị. Túi đeo nào ta? Túi đeo là bên sườn này. Túi nào nhỉ? Nhiều túi quá, túi nhiều túi bên sườn quá, không biết cái túi nào đây. Nhiều túi quá, cứ ai thích cái nào cứ nói nha. Đấy, dồi ôi, ba lô nhiều. Đâu rồi? Đấy, ta có ba lô gấu không vậy? À đây, cho mọi người coi cái tiếp cái ba lô này nha. Nhiều quá quên hết cả mẫu à. Một ngày mới ít gì tôi cho mọi người coi nhiều thì mọi người mới mua. Đâu rồi, cho lựa chọn thoải mái. Tại vì mấy chị biết sao không, mấy chỗ khác ấy, nếu mà hàng 99k thì họ chỉ có độ khoảng 5-7 mẫu thôi. Nhưng mà bên em thì gần như đa số là giá đấy. Đa số là giá đó, ngoại trừ Quảng Châu là giá khác thôi. Còn xưởng hôm nay em bán giá đó luôn á. Đây chị các ơi, mẫu. 99k nè chị, màu này 99 đúng không chị Thảo Lê nè. Chị Thảo Lê đang hỏi mẫu này không, 99k nè chị ơi. Rồi ba lô đi học, vừa lấy ra là ba lô đi học. Ba lô gấu đen 99k nha chị ơi. 99k không à. 99k nha. 99k nha. Bây giờ là tụi em sẽ chị nào lấy cái gì này không thì bây giờ là tụi em sẽ đến giờ phải nghỉ ngơi rồi. Do là từ chiều đến giờ rồi. Thì đến chiều mai nha. 5 giờ chiều mai đi. 4 giờ hay 5 giờ? 5 giờ đi, 5 giờ chiều mai đi. 5 giờ chiều mai tụi em sẽ à không. Ừ 5 giờ đúng rồi, 5 giờ tụi em sẽ like. 5 giờ chiều mai. Các chị vào coi ngày mai sẽ còn nhiều mẫu nữa. Cái mẫu
đẹp. Đúng rồi chị ơi, cái này đẹp lắm, mọi người không mua thì tiếc lắm nha, chỉ có 99k thôi. Rất là đẹp nha mọi người nha. Cái này là gọi là chờ leo hoa trà nha. Chờ leo hoa trà này. Lấy thêm vài mẫu nữa. Xem em ơi, mà giờ trễ quá rồi, giờ sao ta? Trễ quá rồi. Nhiều lắm, rất là nhiều, thực sự là nhiều mẫu đấy. Bây giờ em sẽ bỏ một vài phút ra để em cho mấy chị coi cái xưởng, cái kho của em nha, cái kho hàng của em nha. Đó, đó, ba lô gấu bao nhiêu, chỉ có 99k thôi chị ơi. Bây giờ em không còn thời gian nữa thì em sẽ chuẩn bị tắt tay rồi, cho nên là em ai lấy cái gì thì cứ inbox cho bên em đi, em sẽ trả lời cho nhá. Tức là tí nữa em sẽ trả lời liền. Bây giờ em nghỉ để em ăn cơm nữa mới này. Cái giọng ấy nói nhiều quá bây giờ mới chị nghe. Ok chị lấy cái rút đó. Ok chị Thảo Lan nha, chị kêu chị nói là hoa trà rút cộng số điện thoại giùm em nha. Hoa trà rút cộng số điện thoại nha. Đúng rồi, đúng rồi, tại vì biết sao từ chiều đến giờ đuối lắm rồi. Thật sự là cũng không biết mà tặng cái đi rồi ngủ à? Tặng cái đi mà. Tặng quá thì bây giờ nó ấy quên, thôi để mai đi nhá. Mai tặng cho mọi người. Mai ngày mai cố gắng là sẽ chia sẻ cho mọi người, tức là sẽ mời mọi người vào coi nhiều đi thì em sẽ tặng cho nha. Và bây giờ đây là đau hết cổ họng rồi này, chắc sợ ngày mai không nay nữa này. Thế bây giờ em sẽ cho mọi người coi cái kho của em một chút ha, để ngày mai mọi người mời bạn bè giùm em nha. Ok chị nha. Bây giờ em sẽ cho mọi người coi cái kho của em này. Cho mọi người đừng có ra vội nha, để em sẽ cho coi cái kho của em trước này. Đó, để mọi người yên tâm mà mua hàng này. Em mới bán cho nên mọi người cố gắng là chia sẻ giùm em nha. Chia sẻ bài giùm em. Em sẽ đi em cho mọi người coi này. Bây giờ tách cái đường này để lấy đi đường đi em ơi. Đó. Nhiều lắm, rất là nhiều hàng luôn. Em sẽ cho mọi người coi từ ngoài ấy vào này. Đó, hàng nhiều lắm. Đây nè. Đó. Từ em sẽ cho mọi người coi từng cái căn phòng của tụi em. Bên em xỉ rất là nhiều, xỉ lớn luôn. Đó, cho nên là không ai phải suy nghĩ gì đâu nha. Đó, hàng nhiều lắm. Đây là từng phòng một nha. Ngày mai thì em sẽ like một số hàng Quảng Châu cho mấy chị nha. Đó, hôm nay do là không có thời gian nên em chỉ có thể like được hàng 99k thôi. Nhiều, rất là nhiều hàng. Ngày mai mấy chị mời mọi người, bạn bè gì đó coi giùm em đi, mua hàng bên em đi nhá. Cố gắng giùm em. Đó. Đó, em sẽ đi các cái phòng, các cái chỗ cho mấy chị nha. Đó. Hàng thì rất là nhiều. Để mấy chị coi đi, coi cái kho của em đi. Em làm nhiều thì không có phải suy nghĩ gì là sợ hàng không chất lượng nha. Đó, đây là em đi từng phòng một đấy, nãy là phòng khác, giờ phòng khác nha. Đó, nhiều lắm. Còn nhiều, rất là nhiều, chưa làm sao hết. Đây là ba lô này, đấy, dọc cái ba lô này. Đó, em đi này. Hả? Và một cái gọi là một cái kho mấy trăm mét này, đây này, đấy, mấy chị coi này. Đó, mấy trăm mét đây, chưa. Đây là Quảng Châu đây, tất cả các mẫu Quảng Châu này, rất là nhiều này, nhiều mẫu Quảng Châu lắm, nhiều hàng lắm. Nè, nhiều hàng lắm, nhưng mà em không có thời gian để mời em nai luôn á. Chưa có thời gian, và do là bây giờ em mới nai nha. Đấy, mới nai này, mẫu rất là nhiều này. Hả, nhiều lắm. Quảng Châu cái thứ này là đủ hết này, ba lô này. Hả, ba lô em chất phải không đó. Hả, tức là chỗ nào cũng có hàng hết, chỗ nào cũng rất là nhiều hàng. Hả, mấy chị kể cả lấy xỉ cứ đến tận nơi nè, thoải mái luôn. Hàng ngập kho luôn nè. Đó, đây là em đi các phòng cho chị nha. Mấy trăm mét hàng, mấy trăm mét kho nhà em là hàng hết luôn. Ở đây này, ba lô gấu này, mấy chị coi này, em chất ba lô gấu này, bởi vì cái ba lô gấu này người ta mua rất là nhiều luôn, bán rất là được. Đây này, đây là ba lô láp này, ba lô đựng láp, rồi là ba lô để đi du lịch đây này. Đó, cái này là để đi du lịch này. Đó, chị coi em chất cái này mà một cái chỗ này thôi là biết bao nhiêu ngàn cái này. Đó, một cái kho này em chất này. Đấy, nóc nhà nó chỉ có nhiêu đây thôi này. Thế nhưng mà em đấy, em chất đây này. Đấy, nó cách nóc chỉ có một chút xíu thôi. Nè, mấy chị coi đi. Đó, một cái kho này thôi của em là biết bao nhiêu ngàn cái rồi này. Cái có ví đựng tiền, cái gì cũng có hết á. Xỉ cứ 10 cái là được giá xỉ rồi. Từ 10 cái được giá xỉ. Nếu mà ai muốn lấy xỉ thì cứ inbox cho bên em sẽ cho số điện thoại.
cho số điện thoại và tức là trên Zalo ấy, cái số điện thoại Zalo ấy, cái số điện thoại đấy thì nó có cả hình cả giá luôn. Mấy chị nào mà muốn bán online nhá, muốn bán online thì cứ lấy cái hình của em á, lấy hình nha, xong rồi bán xong rồi ai mà mua thì nào bắt đầu tới cho em lấy, hoặc là nói em đi ấy. Bây giờ em phải nghỉ rồi, trễ quá rồi, em phải nghỉ rồi nha. Thế chiều mai em sẽ nai tiếp cho mấy chị. Hàng thì nhiều lắm đấy, các mẫu em đấy, chị thấy mấy chị thấy này, các mẫu em chưa hề nai, em chưa hề đụng tới tí nào luôn á, chưa hề đụng tới tí nào mấy cái mẫu ở dưới này luôn, do là nó quá nhiều mẫu đi không có thời gian nữa đó. Ba lô gấu là các kiểu, mẫu nào cũng chất rất là nhiều đấy, một kho hàng lớn luôn nha. Thế bây giờ em chào tạm biệt mấy chị, chúc mấy chị ngủ ngon nhá. Đó, ai mà muốn tâm sự đêm khuya thì cứ nhắn tin cho em. Rồi em kết thúc nha.